Chiến thần bất bại, Tiêu Chính Văn. Chương 5051 chỉ những người đã vượt qua thử thách của hành lang thời không mới có được thuật pháp tối cao và sức mạnh để điều khiển thiên hạ. Hơn nữa, đó còn là con đường tu hành lâu dài, một khi thông qua hành lang thời không, có thể sẽ đạt tới cảnh giới thánh nhân cấp 5 trở lên. Thông thường, chủ nhân của một phương ở chư thiên thần giới cũng chỉ là thánh nhân cấp 3. Chỉ có những người đạt cảnh giới thánh nhân cấp 5 trở lên mới thật sự là thiên tiên thật sự trong mắt chư thiên thần giới. Nhưng những người có thể sống sót ra khỏi hành lang thời không rất hiếm. Cho dù là chủ nhân một phương, sau khi bước lên hành lang thời không, cũng chưa chắc đã có thể sống sót đi hết cả con đường trải nghiệm. Theo tôi được biết, hành lang thời không lần này có khả năng sẽ mở ở địa cầu. Bởi vậy, trong lòng tôi luôn có một số dự cảm bất an. Hồng Ấn bình tĩnh nói. Thật ra điều khiến ông ta lo lắng nhất là Tiêu Chính Văn. Chỉ cần một ngày không thấy xác của Tiêu Chính Văn thì ngày đó ông ta không thể yên lòng. Ông vẫn lo Tiêu Chính Văn sẽ phá hỏng chuyện tốt của chúng ta sao? Chuyện đã đến nước này rồi, cho dù hắn có tài cao ngút trời thì cũng có thể thay đổi được gì chứ? Chưa nói đến Tuyệt Thiên là cao thủ đỉnh cao, ngay cả những kẻ phản bội ở vùng ngoài lãnh thổ cũng đủ để hắn lo sợ rồi. Không ai có thể giải quyết thế cục trước mắt. Hắn còn chẳng thể giải quyết rắc rối của mình, sao còn thời gian để gây phiền phức cho chúng ta? Dạ Ma Thiên chế nhạo. Người vùng ngoài lãnh thổ cũng là thế lực của địa cầu, nói cách khác, điều đầu tiên Tiêu Chính Văn phải đối mặt không phải mà 10 vị thiên tài của chư thiên thần giới, mà là những kẻ phản bội ở vùng ngoài lãnh thổ. Điều đó cũng có nghĩa vùng ngoài lãnh thổ phải trải qua một vài mâu thuẫn nội bộ, rồi mới có thể đối đầu với chư thiên thần giới. Nhưng đến lúc đó, vùng ngoài lãnh thổ đã trở nên hỗn loạn, sao có thể đối mặt với chư thiên thần giới được nữa? Đây chính là kế hoạch cao minh của bọn họ. Bởi vậy, nhìn từ góc độ nào, chư thiên thần giới đều không có lý do gì để thua. Thực ra ngay từ khi bắt đầu, vùng ngoài lãnh thổ đã thua rồi. Tử Cống cười nói. Từ hàng nghìn năm trước, nhà họ Khổng từ thời Khổng Khưu đã âm thầm gia nhập chư thiên thần giới. Bao nhiêu năm qua bọn họ luôn cố gắng phá hoại cơ nghiệp của vùng ngoài lãnh thổ. Trấn áp thiên tài của các thế lực, nếu không, trong mấy nghìn năm qua, thiên tài ở vùng ngoài lãnh thổ cũng không đến mức khan hiếm đến vậy. Ngay cả cao thủ thiên cảnh cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tất cả những điều này đều liên quan đến nhà họ Khổng, vì vậy chỉ có nhà họ Khổng mới hy vọng chư thiên thần giới thắng. Tử Dư ở bên cạnh chế nhạo, đế khư đã bị điện thần long chiếm đủ lâu rồi, cũng đến lúc trả lại cho nhà họ Khổng chúng ta. Chương 5052 thông qua 10 vị thiên tài của chư thiên thần giới, các thế lực ở vùng ngoài lãnh thổ đã bị thu phục, một số hoàng tộc không đầu hàng hiện cũng đã đóng cửa, không màng thế sự nữa. Lúc này, ngoài điện thần long không có cứu viện, bên trong không có tướng mạnh, Tử Dư đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này để đoạt lại đế khư. Theo tôi biết, Tiêu Chính Văn kia vẫn chưa chết, đế khư luôn bị hắn chiếm giữ. Bất luận hắn có xung đột với âm phủ hay không, chúng ta đều phải nhanh chóng giải quyết phiền phức này. Tử Cống nghiến răng, ánh mắt lộ ra sát khí. Khổng Tề Thiên bên cạnh bất lực thở dài, thật ra trước khi Tiêu Chính Văn xuất thế, phân thân của ông ta quay về vùng ngoài lãnh thổ, mục đích cần đạt được chính là bá đạo chinh phục cả vùng ngoài lãnh thổ giống những gì Tiêu Chính Văn làm hôm nay. Nhưng sự xuất thế của Tiêu Chính Văn đã làm loạn hoàn toàn kế hoạch của ông ta. Thậm chí có một lần Tiêu Chính Văn suýt nữa trở thành nhân vật trung tâm của cả vùng ngoài lãnh thổ. Nếu không nhờ chư thiên thần giới bỗng đánh vào vùng ngoài lãnh thổ, e là bây giờ vùng ngoài lãnh thổ đã trở thành thế giới của Tiêu Chính Văn rồi. Ngay cả Tử Cống và Tử Dư cũng rất kiêng dè Tiêu Chính Văn. Lúc trước ngay cả những người lớn tuổi sống hàng ngàn năm như họ đều phải chịu thiệt trong tay Tiêu Chính Văn, người như vậy quá mức đáng sợ. Nếu Tiêu Chính Văn được sinh ra trong thời đại thần thoại của thần vương đế Tuấn chắc chắn sẽ trở thành thần vương đế Tuấn thứ hai. Không chỉ Tử Cống đánh giá Tiêu Chính Văn như thế. Nếu chỉ có một mình Tử Cống nghĩ Tiêu Chính Văn như thế thì vẫn không thể chứng minh điều gì, nhưng mấy người Tử Dư, Tử Huyên cũng gần như có suy nghĩ giống Tử Cống, điều này đã có thể chứng minh vấn đề rồi. Chỉ tiếc là cậu ta sinh ra ở thời kỳ mà thế, nếu không sau khi thần vương đế Tuấn chết. Cả thế giới đều sẽ là của cậu ta, Tử Dư thở dài nói. Dù sao đến giờ Tiêu Chính Văn vẫn chưa đến 30 tuổi, chỉ mấy năm mà đã có được thành tựu như ngày hôm nay, đúng là có 102 từ trước tới giờ.
Hơn nữa sự xuất hiện của Tiêu Chính Văn hệt như con cưng của trời mà cả thế giới này đều muốn tạo ra. Cho dù cậu ta là ai cũng không thể ngăn được bước chân của chúng ta. Bên Chư Thiên Thần Giới đã bảo người đến thông báo với chúng ta, ngày mai chính thức bàn xem làm sao để phân chia đế khư. Tử Cống trầm giọng nói. Đế khư trước giờ luôn là thánh địa bí ẩn nhất trong Đông Vực. Hơn nữa cũng là thánh địa mà các thế lực đều dòm ngó. Nghe nói Đế Tuấn đã chết ở đế khư, còn núi Côn Luân trong thế tục chẳng qua chỉ là mộ chôn quần áo và di vật. Nếu Đế Tuấn được chôn ở nơi này thật thì đế khư chắc chắn sẽ trở thành một nơi chói mắt nhất trong tất cả các thánh địa. Dù sao đó cũng là thần vương, thực lực của thần vương cường đại chưa từng có, hơn nữa không chừng còn để lại rất nhiều công pháp và truyền thừa của thời kỳ thần thoại xa xưa. Chương 5053 thế nên chỉ cần có thể giành được đế khư chắc chắn sẽ được hưởng rất nhiều lợi. Thật ra phân chia đế khư cũng chỉ là đang tuyên bố với tất cả mọi người bước tiếp theo của họ sẽ tấn công vào Hoa Quốc ở thế tục. Nơi đó mới là quê hương của những người ở vùng ngoài lãnh thổ. Hoa Quốc có lịch sử lâu đời hàng ngàn năm, không chỉ là tổ tiên của nền văn minh mà cũng là tổ tiên của loài người. Hoa Quốc cũng là nơi dừng chân của Long tộc, đến nay nơi đó còn ẩn giấu bí mật về Long tộc. Chư Thiên Thần Giới và đám người Tử Cống đang âm thầm tính kế. Mặc dù cho rằng tin tức đã hoàn toàn bị phong tỏa nhưng vẫn là truyền đến đế khư. Sau khi nghe được tin tức này Tần Lương Ngọc sửng sốt. Ông nói gì cơ, chúng muốn đuổi Điện Thần Long ra khỏi đế khư ư. Mặc dù khoảng thời gian này, hành động của Chư Thiên Thần Giới quá rõ ràng nhưng lại chưa từng xâm chiếm Điện Thần Long, càng chưa từng có động thái tấn công đế khư. Thế nên lúc nghe được tin tức này, Tần Lương Ngọc cũng kinh ngạc. Hơn nữa ngay sau đó bà ta nghĩ đến đối phương không chỉ đến vì đế khư, mục đích chính của chúng chắc chắn là thế tục, chắc chắn là Hoa Quốc. Phân chia đế khư chỉ là vì muốn che giấu hành động tiếp theo của chúng thôi. Phải nói là người của Chư Thiên Thần Giới ẩn mình rất sâu, chỉ cần đám người đó tiến vào đế khư thì chúng chỉ có thể ngoan ngoãn dẫn đám người Chư Thiên Thần Giới xâm nhập vào thế tục. Tần Lương Ngọc hít sâu một hơi trầm giọng nói. Phân chia đế khư chỉ là vì đế các thế lực vùng ngoài lãnh thổ cắt đứt liên hệ với Tiêu Chính Văn, chính thức trở thành phe đối lập của Tiêu Chính Văn. Chỉ cần họ không muốn lúc Tiêu Chính Văn quay về, bị Tiêu Chính Văn thanh trừ thì chỉ có thể cố chấp giúp Chư Thiên Thần Giới tiêu diệt thế tục, tìm ra di tích Long tộc. Thủ đoạn này có thể nói là cực kỳ thâm độc. Quan trọng nhất là dù sao đế khư cũng là thánh địa bí ẩn nhất ở Đông Vực, thế nên rất có sức hấp dẫn với các thế lực ở vùng ngoài lãnh thổ. Trước đó nhà họ Khổng và Thiên Vương Các đã tranh giành hàng ngàn năm chỉ vì giành lấy quyền nắm giữ đế khư. Hơn nữa các thế lực vùng ngoài lãnh thổ vốn dĩ đến từ thế tục, giống như Thánh Giáo Đình trước giờ thống trị Âu Lục, gia tộc Jisis vẫn luôn nắm quyền ở Phi Lục. Những người này quay về thế tục một lần nữa nắm giữ quyền lực cũng là điều không gì đáng trách. Bây giờ chỉ thông báo cho Tần Lương Ngọc nhường đế khư lại, hơn nữa còn sẽ tấn công đến đã là nể mặt Tiêu Chính Văn rồi. Lúc này các thế lực vùng ngoài lãnh thổ tập trung đại quân đánh tới, Điện Thần Long không có sức đánh trả. Tôi còn nghe nói chúng định phân chia đế khư xong sẽ đánh về thế tục, giành lại quyền lợi vốn dĩ thuộc về chúng. Cậu Tiêu không có ở đây, chúng ta cũng không tiện nhúng tay vào chuyện này, Từ Huy Tổ nhíu mày nói. Hai, dù có cậu Tiêu ở đây thì có thể làm sao? Nơi đó vốn dĩ là đất tổ của người ta đòi lại, ai có thể nói chứ không? Chương 5054 tất cả thế lực ở thế tục có ai mà không mong cường giả bên mình quay về. Ngay cả năm đại danh sơn cũng đang ồn ào bảo cường giả của họ nhanh chóng quay về năm đại danh sơn, xây dựng lại tông môn rồi. Nói đến đây, Tần Lương Ngọc cũng cảm thấy hơi bất lực. Dù là Hằng Sơn hay Hoa Sơn, bây giờ trong thế tục đã không còn sức ảnh hưởng nữa, thậm chí còn không bằng nhà họ Trương ở Thiên Sơn. Nếu cao thủ của năm đại danh sơn ở vùng ngoài lãnh thổ quay về, không chỉ có thể khiến năm đại danh sơn hưng thịnh trở lại, đồng thời còn có thể phá vỡ rất nhiều quy tắc mà Tiêu Chính Văn lập ra, để họ quay lại thời kỳ đỉnh cao ngày xưa một lần nữa. Ai lại có thể từ chối chuyện thế này? Hai, nếu để chúng quay lại thế tục thế chẳng phải Chư Thiên Thần Giới gián tiếp khống chế vùng ngoài lãnh thổ và thế tục sao? Từ Huy Tổ cau mày, lo lắng nói. Tần Lương Ngọc gật đầu. Đây cũng chính là sự thông minh của Chư Thiên Thần Giới. Không lộ mặt nhưng có thể dễ dàng chiếm được vùng ngoài lãnh thổ và thế tục.
lúc này ngay cả Tần Lương Ngọc cũng không nghĩ ra cách đối phó. Mọi người đi theo tôi đến thành Thiên Khu. Sau khi trầm tư suy nghĩ một lúc, cuối cùng Tần Lương Ngọc vẫn quyết định tự mình đến thành Thiên Khu xem thế nào. Lúc này thành Thiên Khu đã trở thành thiên hạ của chư thiên thần giới, tất cả thế lực đầu hàng chư thiên thần giới đều rời trụ sở đến thành Thiên Khu. Thế nên chỉ cần đến thành Thiên Khu thì có thể thăm dò được vài tin tức quan trọng. Tần Lương Ngọc vừa dẫn mọi người đến trước cổng đế khư, xe ngựa của Hắc Bá cũng vừa lúc dừng lại. Ông ta không chỉ là quản gia của nhà họ Doanh mà còn là quản lý cấp cao việc chính ở vùng ngoài lãnh thổ, nhưng ông ta lại không có tư cách tham dự vào chuyện phân chia đế khư hôm nay. Người chủ đạo của mọi chuyện là Khổng Cập của nhà họ Khổng. Đại đế Hắc Ám lánh đời hàng ngàn năm của gia tộc Xixis và thánh kiếm sĩ bên thánh giáo đình cũng đã đến. Có thể nói những người này đã loại bỏ hoàng tộc ra ngoài. Thành chủ Tần vừa bước xuống xe ngựa, Hắc Bá chắp tay chào mấy người Tần Lương Ngọc. Hắc Bá, sao ông lại đến đây? Tần Lương Ngọc cũng chào lại. Hai, tôi nghĩ chắc thành chủ Tần đã nghe nói rồi, các thế lực đều chuẩn bị phân chia đế khư, nhưng dù có chuyện này thật, thành chủ Tần cũng đừng kích động nếu không một khi gây họa, điện thần long không được bảo vệ, thế tục sẽ gặp nguy. Hắc Bá lo lắng nói. Hắc Bá, chúng ta vừa đi vừa nói. Tôi muốn xem thử rốt cuộc là ai mà cứ dòm ngó căn cứ của Điện Thần Long. Chương 5055 nói rồi Tần Lương Ngọc mời Hắc Bá lên xe ngựa của mình, mấy người từ Huy Tổ đi theo Tần Lương Ngọc và Hắc Bá, không lâu sau đã đến trên bầu trời thành Thiên Khu. Vì quan hệ của Tiêu Chính Văn mà Điện Thần Long nhận được sự cung kính nghênh đón ở vùng ngoài lãnh thổ, dù là hộ vệ ở thành Thiên Khu cũng không dám ngăn cản xe ngựa của mấy người Tần Lương Ngọc. Đến khi đi vào thành Thiên Khu, Tần Lương Ngọc mới nhận ra hiện giờ thành Thiên Khu đã cực kỳ đông người, phồn hoa hơn lúc trước rất nhiều. Hơn nữa có không ít các thế lực xưa cũ chuyển vào thành Thiên Khu. Thậm chí bà ta còn nhìn thấy bóng dáng Điền Khải trong đám đông. Dù hắn là thái tử của nước Tề, lúc này thân phận vẫn kém hơn mấy ông lớn kia rất nhiều. Thậm chí còn không có ghế ngồi, chỉ có thể đứng trong đám đông nhìn về phía quảng trường trung tâm. Trên quảng trường trung tâm thành Thiên Khu, lúc này đã dựng một bục cao, có vài người đã ngồi vào trên bục cao. Tần Lương Ngọc liếc mắt đã nhận ra Khổng Cập. Lúc này Khổng Cập đang vừa thưởng thức trà vừa liếc nhìn những người ở bên dưới bục cao, trong lòng như đang thầm tính toán gì đó. Bên cạnh ông ta là đại đế Hắc Ám của gia tộc Xixis, khí tức của người này không tầm thường, nhìn xa lại khiến người ta có cảm giác ép bức rất mạnh, e rằng thực lực đã đột phá ngụy tiên đỉnh cao. Đại diện của Thánh Giáo Đình là một người mặc áo giáp kỵ sĩ, vô cùng nghiêm uy ngồi bên cạnh Đại Đế Hắc Ám, hai tay chống lên một thanh kiếm kỵ sĩ, lạnh lùng nhìn đám người bên dưới bục. Nhìn tiếp sang bên cạnh, Đông Hải Ngao Lai và các thế lực xưa cũ của Hoa Quốc cũng đều phái đại diện đến. Hầu hết những sức chiến đấu đỉnh cấp trong các thế lực đều đến đông đủ. Xe ngựa của Điện Thần Long đến trên bầu trời thành Thiên Khu cũng có nghĩa Điện Thần Long cũng chính thức tham gia vào chuyện này. Thành chủ Tần, nghe danh đã lâu. Lúc này một cao thủ thiên cảnh trong đám người nhà họ Khổng chắp tay về phía xe ngựa trên không trung. Người này tên là Khổng Hồng Chiết, vài tháng trước, hắn ta còn là một đế quân sơ cấp của đế cảnh cấp 8, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi đã đột phá lên thiên cảnh cấp 2. Cậu Khổng khách sáo rồi, Tần Lương Ngọc bình thản đáp lại, đồng thời đẩy cửa xe ra, bước xuống xe. Nếu thành chủ Tần đã đến, vừa lúc có thể bớt không ít phiền phức, mời ngồi. Khổng Hồng Chiết làm động tác mời với Tần Lương Ngọc. Ngồi, e là hôm nay không có chỗ cho tôi nhỉ, Tần Lương Ngọc lạnh lùng nói. Hôm nay rõ là muốn bàn về việc nắm giữ đế khư, đối phương ngược lại muốn mời Tần Lương Ngọc cùng ngồi vào bàn luận, làm thế chẳng khác nào không xem Điện Thần Long ra gì. Thành chủ Tần, thật ra cục diện đã được định đoạt sẵn rồi, bà đến nghe một chút cũng có lợi cho Điện Thần Long. Để đến lúc đó mọi người không xảy ra chuyện gì bất hòa, Khổng Hồng Chiết nói. Chương 5056 Khổng Tề Thiên bên cạnh bất lực thở dài, thật ra trước khi Tiêu Chính Văn xuất thế, phân thân của ông ta quay về vùng ngoài lãnh thổ, mục đích cần đạt được chính là bá đạo chinh phục cả vùng ngoài lãnh thổ giống những gì Tiêu Chính Văn làm hôm nay. Nhưng sự xuất thế của Tiêu Chính Văn đã làm loạn hoàn toàn kế hoạch của ông ta. Thậm chí có một lần Tiêu Chính Văn suýt nữa trở thành nhân vật trung tâm của cả vùng ngoài lãnh thổ. Nếu không nhờ chư thiên thần giới bỗng đánh vào vùng ngoài lãnh thổ,
e là bây giờ vùng ngoài lãnh thổ đã trở thành thế giới của Tiêu Chính Văn rồi. Ngay cả Tử Cống và Tử Dư cũng rất kiêng dè Tiêu Chính Văn. Lúc trước ngay cả những người lớn tuổi sống hàng ngàn năm như họ đều phải chịu thiệt trong tay Tiêu Chính Văn, người như vậy quá mức đáng sợ. Nếu Tiêu Chính Văn được sinh ra trong thời đại thần thoại của Thần Vương Đế Tuấn chắc chắn sẽ trở thành Thần Vương Đế Tuấn thứ hai. Không chỉ Tử Cống đánh giá Tiêu Chính Văn như thế. Nếu chỉ có một mình Tử Cống nghĩ Tiêu Chính Văn như thế thì vẫn không thể chứng minh điều gì, nhưng mấy người Tử Dư, Tử Huyên cũng gần như có suy nghĩ giống Tử Cống, điều này đã có thể chứng minh vấn đề rồi. Chỉ tiếc là cậu ta sinh ra ở thời kỳ mà thế, nếu không sau khi Thần Vương Đế Tuấn chết, cả thế giới đều sẽ là của cậu ta, Tử Dư thở dài nói. Dù sao đến giờ Tiêu Chính Văn vẫn chưa đến 30 tuổi, chỉ mấy năm mà đã có được thành tựu như ngày hôm nay, đúng là có 102 từ trước tới giờ. Hơn nữa sự xuất hiện của Tiêu Chính Văn hệt như con cưng của trời mà cả thế giới này đều muốn tạo ra. Cho dù cậu ta là ai cũng không thể ngăn được bước chân của chúng ta. Bên Chư Thiên Thần Giới đã bảo người đến thông báo với chúng ta, ngày mai chính thức bàn xem làm sao để phân chia đế khư. Tử Cống trầm giọng nói. Đế khư trước giờ luôn là thánh địa bí ẩn nhất trong Đông Vực. Hơn nữa cũng là thánh địa mà các thế lực đều dò ngó. Nghe nói Đế Tuấn đã chết ở đế khư, còn núi Côn Luân trong thế tục chẳng qua chỉ là mộ chôn quần áo và di vật. Nếu Đế Tuấn được chôn ở nơi này thật thì đế khư chắc chắn sẽ trở thành một nơi chói mắt nhất trong tất cả các thánh địa. Dù sao đó cũng là thần vương, thực lực của thần vương cường đại chưa từng có, hơn nữa không chừng còn để lại rất nhiều công pháp và truyền thừa của thời kỳ thần thoại xa xưa. Thế nên chỉ cần có thể giành được đế khư chắc chắn sẽ được hưởng rất nhiều lợi. Thật ra phân chia đế khư cũng chỉ là đang tuyên bố với tất cả mọi người bước tiếp theo của họ sẽ tấn công vào Hoa Quốc ở thế tục. Nơi đó mới là quê hương của những người ở vùng ngoài lãnh thổ. Hoa Quốc có lịch sử lâu đời hàng ngàn năm, không chỉ là tổ tiên của nền văn minh mà cũng là tổ tiên của loài người. Hoa Quốc cũng là nơi dừng chân của Long tộc, đến nay nơi đó còn ẩn giấu bí mật về Long tộc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 5057 Chư Thiên Thần Giới và đám người Tử Cống đang âm thầm tính kế, mặc dù cho rằng tin tức đã hoàn toàn bị phong tỏa nhưng vẫn là truyền đến đế khư. Sau khi nghe được tin tức này Tần Lương Ngọc sửng sốt. Ông nói gì cơ, chúng muốn đuổi Điện Thần Long ra khỏi đế khư ư? Mặc dù khoảng thời gian này, hành động của Chư Thiên Thần Giới quá rõ ràng nhưng lại chưa từng xâm chiếm Điện Thần Long. Càng chưa từng có động thái tấn công đế khư. Thế nên lúc nghe được tin tức này, Tần Lương Ngọc cũng kinh ngạc. Hơn nữa ngay sau đó bà ta nghĩ đến đối phương không chỉ đến vì đế khư, mục đích chính của chúng chắc chắn là thế tục, chắc chắn là Hoa Quốc. Phân chia đế khư chỉ là vì muốn che giấu hành động tiếp theo của chúng thôi. Phải nói là người của Chư Thiên Thần Giới ẩn mình rất sâu. Chỉ cần đám người đó tiến vào đế khư thì chúng chỉ có thể ngoan ngoãn dẫn đám người Chư Thiên Thần Giới xâm nhập vào thế tục. Tần Lương Ngọc hít sâu một hơi trầm giọng nói. Phân chia đế khư chỉ là vì đế các thế lực vùng ngoài lãnh thổ cắt đứt liên hệ với Tiêu Chính Văn, chính thức trở thành phe đối lập của Tiêu Chính Văn. Chỉ cần họ không muốn lúc Tiêu Chính Văn quay về, bị Tiêu Chính Văn thanh trừ thì chỉ có thể cố chấp giúp Chư Thiên Thần Giới tiêu diệt thế tục, tìm ra di tích Long tộc. Thủ đoạn này có thể nói là cực kỳ thâm độc. Quan trọng nhất là dù sao đế khư cũng là thánh địa bí ẩn nhất ở Đông Vực, thế nên rất có sức hấp dẫn với các thế lực ở vùng ngoài lãnh thổ. Trước đó nhà họ Khổng và Thiên Vương Các đã tranh giành hàng ngàn năm chỉ vì giành lấy quyền nắm giữ đế khư. Hơn nữa các thế lực vùng ngoài lãnh thổ vốn dĩ đến từ thế tục, giống như Thánh Giáo Đình trước giờ thống trị Âu Lục, gia tộc Jisis vẫn luôn nắm quyền ở Phi Lục. Những người này quay về thế tục một lần nữa nắm giữ quyền lực cũng là điều không gì đáng trách. Bây giờ chỉ thông báo cho Tần Lương Ngọc nhường đế khư lại, hơn nữa còn sẽ tấn công đến đã là nể mặt Tiêu Chính Văn rồi. Lúc này các thế lực vùng ngoài lãnh thổ tập trung đại quân đánh tới, Điện Thần Long không có sức đánh trả. Tôi còn nghe nói chúng định phân chia đế khư xong sẽ đánh về thế tục, giành lại quyền lợi vốn dĩ thuộc về chúng. Cậu Tiêu không có ở đây. Chúng ta cũng không tiện nhúng tay vào chuyện này, Từ Huy Tổ nhíu mày nói. Hai, dù có cậu Tiêu ở đây thì có thể làm sao? Nơi đó vốn dĩ là đất tổ của người ta đòi lại, ai có thể nói chứ không?
tất cả thế lực ở thế tục có ai mà không mong cường giả bên mình quay về. Ngay cả năm đại danh sơn cũng đang ồn ào bảo cường giả của họ nhanh chóng quay về năm đại danh sơn, xây dựng lại tông môn rồi. Nói đến đây, Tần Lương Ngọc cũng cảm thấy hơi bất lực. Dù là Hằng Sơn hay Hoa Sơn, bây giờ trong thế tục đã không còn sức ảnh hưởng nữa, thậm chí còn không bằng nhà họ Trương ở Thiên Sơn. Chương 5058 nếu cao thủ của năm đại danh sơn ở vùng ngoài lãnh thổ quay về, không chỉ có thể khiến năm đại danh sơn hưng thịnh trở lại, đồng thời còn có thể phá vỡ rất nhiều quy tắc mà Tiêu Chính Văn lập ra, để họ quay lại thời kỳ đỉnh cao ngày xưa một lần nữa. Ai lại có thể từ chối chuyện thế này? 2. Nếu để chúng quay lại thế tục thế chẳng phải Chư Thiên Thần Giới gián tiếp khống chế vùng ngoài lãnh thổ và thế tục sao? Từ Huy Tổ cau mày, lo lắng nói. Tần Lương Ngọc gật đầu, đây cũng chính là sự thông minh của Chư Thiên Thần Giới. Không lộ mặt nhưng có thể dễ dàng chiếm được vùng ngoài lãnh thổ và thế tục. Lúc này ngay cả Tần Lương Ngọc cũng không nghĩ ra cách đối phó. Mọi người đi theo tôi đến Thành Thiên Khu. Sau khi trầm tư suy nghĩ một lúc, cuối cùng Tần Lương Ngọc vẫn quyết định tự mình đến Thành Thiên Khu xem thế nào. Lúc này Thành Thiên Khu đã trở thành thiên hạ của Chư Thiên Thần Giới, tất cả thế lực đầu hàng Chư Thiên Thần Giới đều rời trụ sở đến Thành Thiên Khu. Thế nên chỉ cần đến Thành Thiên Khu thì có thể thăm dò được vài tin tức quan trọng. Tần Lương Ngọc vừa dẫn mọi người đến trước cổng đế khư, xe ngựa của Hắc Bá cũng vừa lúc dừng lại. Ông ta không chỉ là quản gia của nhà họ Doanh mà còn là quản lý cấp cao việc chính ở vùng ngoài lãnh thổ, nhưng ông ta lại không có tư cách tham dự vào chuyện phân chia đế khư hôm nay. Người chủ đạo của mọi chuyện là Khổng Cập của nhà họ Khổng. Đại đế Hắc Ám lánh đời hàng ngàn năm của gia tộc Xixis và Thánh Kiếm Sĩ bên Thánh Giáo Đình cũng đã đến. Có thể nói những người này đã loại bỏ hoàng tộc ra ngoài. Thành chủ Tần vừa bước xuống xe ngựa. Hắc Bá chắp tay chào mấy người Tần Lương Ngọc. Hắc Bá, sao ông lại đến đây? Tần Lương Ngọc cũng chào lại. Hai, tôi nghĩ chắc thành chủ Tần đã nghe nói rồi, các thế lực đều chuẩn bị phân chia đế khư, nhưng dù có chuyện này thật, thành chủ Tần cũng đừng kích động nếu không một khi gây họa, điện thần long không được bảo vệ, thế tục sẽ gặp nguy. Hắc Bá lo lắng nói. Hắc Bá, chúng ta vừa đi vừa nói. Tôi muốn xem thử rốt cuộc là ai mà cứ dòm ngó căn cứ của Điện Thần Long. Nói rồi Tần Lương Ngọc mời Hắc Bá lên xe ngựa của mình, mấy người từ Huy Tổ đi theo Tần Lương Ngọc và Hắc Bá, không lâu sau đã đến trên bầu trời Thành Thiên Khu. Vì quan hệ của Tiêu Chính Văn mà Điện Thần Long nhận được sự cung kính nghênh đón ở vùng ngoài lãnh thổ, dù là hộ vệ ở Thành Thiên Khu cũng không dám ngăn cản xe ngựa của mấy người Tần Lương Ngọc. Đến khi đi vào Thành Thiên Khu, Tần Lương Ngọc mới nhận ra hiện giờ Thành Thiên Khu đã cực kỳ đông người, phồn hoa hơn lúc trước rất nhiều. Hơn nữa có không ít các thế lực xưa cũ chuyển vào Thành Thiên Khu. Chương 5059 thậm chí bà ta còn nhìn thấy bóng dáng Điền Khải trong đám đông. Dù hắn là thái tử của nước Tề, lúc này thân phận vẫn kém hơn mấy ông lớn kia rất nhiều. Thậm chí còn không có ghế ngồi, chỉ có thể đứng trong đám đông nhìn về phía quảng trường trung tâm. Trên quảng trường trung tâm Thành Thiên Khu, lúc này đã dựng một bục cao, có vài người đã ngồi vào trên bục cao. Tần Lương Ngọc liếc mắt đã nhận ra Khổng Cập. Lúc này Khổng Cập đang vừa thưởng thức trà vừa liếc nhìn những người ở bên dưới bục cao, trong lòng như đang thầm tính toán gì đó. Bên cạnh ông ta là đại đế Hắc Ám của gia tộc Xixis, khí tức của người này không tầm thường, nhìn xa lại khiến người ta có cảm giác ép bức rất mạnh, e rằng thực lực đã đột phá ngụy tiên đỉnh cao. Đại diện của Thánh Giáo Đình là một người mặc áo giáp kỵ sĩ, vô cùng nghiêm uy ngồi bên cạnh Đại Đế Hắc Ám, hai tay chống lên một thanh kiếm kỵ sĩ, lạnh lùng nhìn đám người bên dưới bục. Nhìn tiếp sang bên cạnh, Đông Hải Ngao Lai và các thế lực xưa cũ của Hoa Quốc cũng đều phái đại diện đến. Hầu hết những sức chiến đấu đỉnh cấp trong các thế lực đều đến đông đủ. Xe ngựa của Điện Thần Long đến trên bầu trời Thành Thiên Khu cũng có nghĩa Điện Thần Long cũng chính thức tham gia vào chuyện này. Thành chủ Tần, nghe danh đã lâu. Lúc này một cao thủ thiên cảnh trong đám người nhà họ Khổng chắp tay về phía xe ngựa trên không trung. Người này tên là Khổng Hồng Chiết, vài tháng trước, hắn ta còn là một đế quân sơ cấp của đế cảnh cấp 8, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi đã đột phá lên thiên cảnh cấp 2. Cậu Khổng khách sáo rồi, Tần Lương Ngọc bình thản đáp lại, đồng thời đẩy cửa xe ra, bước xuống xe.
Nếu thành chủ Tàn đã đến, vừa lúc có thể bớt không ít phiền phức, mời ngồi. Khổng Hồng Chiết làm động tác mời với Tần Lương Ngọc. Ngồi, e là hôm nay không có chỗ cho tôi nhỉ, Tần Lương Ngọc lạnh lùng nói. Hôm nay rõ là muốn bàn về việc nắm giữ đế khư, đối phương ngược lại muốn mời Tần Lương Ngọc cùng ngồi vào bàn luận, làm thế chẳng khác nào không xem Điện Thần Long ra gì. Thành chủ Tần, thật ra cục diện đã được định đoạt sẵn rồi, bà đến nghe một chút cũng có lợi cho Điện Thần Long, để đến lúc đó mọi người không xảy ra chuyện gì bất hòa, Khổng Hồng Chiết nói. Không phải cái chết của Khổng Hồng Chiết gây chấn động mà là từ đầu đến cuối, thậm chí mọi người không nhìn rõ rốt cuộc Tiêu Chính Văn ra tay lúc nào. Như thể khoảnh khắc Tiêu Chính Văn quay đầu lại, Khổng Hồng Chiết đã bị cả thế giới ruồng bỏ, biến thành một đống thịt nát. Thậm chí Tiêu Chính Văn còn không thèm quay lại nhìn đống thịt nát đó, nói với những người trên bục cao, kẻ nào ngăn cản tôi thì sẽ chết, trước giờ đây không phải là câu nói đùa, dù là nhà họ Khổng cũng không ngoại lệ. Nghe anh nói thế, mọi người đều cảm thấy da đầu tê dại. Đó là nhà họ Khổng đấy, hơn nữa cụ tổ nhà họ Khổng còn đang ở đây. Tiêu Chính Văn, chương 5060, đúng lúc này Điền Khải trong đám đông siết chặt nắm đấm nhìn chằm chằm bóng lưng Tiêu Chính Văn. Quảng trường vốn dĩ đang rất tĩnh lặng, tất nhiên Tiêu Chính Văn nghe rất rõ tiếng gào đầy tức giận này của Điền Khải. Mặc dù Tiêu Chính Văn chỉ liếc mắt nhìn, không hề có sát ý cũng không có bất kỳ khí tức nào, chỉ là liếc mắt nhìn thôi. Nhưng khi Điền Khải và Tiêu Chính Văn bốn mắt nhìn nhau, hắn lại có cảm giác sợ hãi từ tận sâu trong lòng. Nụ cười này của Tiêu Chính Văn có vẻ rất tự nhiên, lại vô hại. Nhưng Điền Khải nghĩ nụ cười này như thể đang mở ra một cánh cửa đi đến địa ngục cho hắn. Trước kia sau khi thực lực của Điền Khải tăng lên, hắn nhiều lần tưởng tượng lần sau gặp lại Tiêu Chính Văn sẽ là cảnh tượng gì. Thậm chí còn từng nhiều lần tính toán xem lúc gặp lại Tiêu Chính Văn nên sỉ nhục anh thế nào, giết chết Tiêu Chính Văn ra sao. Nhưng bây giờ đứng trước mặt Tiêu Chính Văn, tất cả hoang tưởng trước kia đều bị hắn vứt ra sau đầu, ngoài nỗi sợ từ tận đáy lòng, trong đầu hắn hoàn toàn trống rỗng. Trực giác nói cho hắn biết dù hắn động một ngón tay thì ngay sau đó hắn cũng sẽ chết thảm giống Khổng Hồng Chiết. Đã nói lâu ngày không gặp thì nên đối đãi khác với nhau chứ, anh được đấy, Tiêu Chính Văn mỉm cười gật đầu. Mặc dù giọng nói của Tiêu Chính Văn rất bình thường nhưng Điền Khải lại khiếp sợ đến mức run rẩy. Điền Khải nghe giọng của Tiêu Chính Văn hệt như lời hỏi thăm đến từ địa ngục cửu U, vang lên tiếng nổ bên tai hắn. Thậm chí Tiêu Chính Văn không thèm nhìn hắn nhiều đã sải bước đi lên bục cao. Cho đến khi Tiêu Chính Văn xoay người lại, thần kinh căng chặt của Điền Khải mới từ từ thả lỏng. Áo của hắn đã ướt đẫm mồ hôi. Áp lực tinh thần mà Tiêu Chính Văn mang đến cho hắn quả thật quá lớn, thậm chí khiến hắn có cảm giác không thở nổi. Đây đã không chỉ là đang sỉ nhục hắn mà là đang đánh bại sự tự tin của hắn, cả đời này hắn đều không thể đánh lại Tiêu Chính Văn. Ngay sau đó tinh thần của Điền Khải bị suy sụp hoàn toàn, bật cười chạy loạn hệt như người điên, thoáng chốc đã biến mất không còn tăm tích. Hắn không hiểu rõ ràng là thực lực của mình đã cao hơn rất nhiều, tại sao vẫn không bằng Tiêu Chính Văn. Hơn nữa hắn đã đầu hàng Chư Thiên Thần Giới. Tại sao khi đối mặt với Tiêu Chính Văn vẫn còn nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng? Thậm chí hắn còn không có can đảm nhìn thẳng vào Tiêu Chính Văn. Hắn là một trong các cậu chủ của thời kỳ chiến quốc, còn Tiêu Chính Văn thì sao? Chương 5061 chỉ là một hậu bối thôi, thậm chí không có xuất thân gì quá lớn, càng không có chống lưng mạnh, nhưng một Tiêu Chính Văn trông có vẻ bình thường lại khiến hắn một cậu chủ chiến quốc sợ hãi đến thế. Tiêu Chính Văn không quan tâm đến Điền Khải đang phát điên mà chậm rãi bước lên bục cao. Trên bục cao chỉ có 4 chỗ ngồi, người ngồi ở giữa là đại diện của gia tộc Xixis. Tính ra trong số những người này, ông ta có thân phận bí ẩn nhất, nghe nói ông ta từng theo đuôi đại đế của gia tộc Nắng Hạ, tấn công Ôn Huyền Quan. Hơn nữa trận chiến đó không giống như trong sách sử, người Nắng Hạ trở về vì sùng bái mà sự thật hoàn toàn ngược lại, Nắng Hạ không chỉ đánh bại nước Mercy, còn thu toàn bộ Mercy đi làm nước chư hầu. Thế nên trong đám người Khổng Cập ông ta mới có danh tiếng cao đến thế, thậm chí có tư cách ngồi trên bục cao. Tiêu Chính Văn đến gần người này, lạnh lùng lướt nhìn ông ta trầm giọng nói cút. Tiêu Chính Văn nói từ này rất nhẹ nhàng nhưng lại có sự uy nghiêm. Sau khi anh nói thế, ánh mắt đại diện gia tộc Xixis lóe lên tia lạnh lùng,
ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn không thèm nhìn ông ta lấy một cái, lạnh lùng nói, một là cút, hai là chết. Tiêu Chính Văn truyền chân âm vào khi nói mấy chữ này, không chỉ người ở đó nghe rất rõ mà ngay cả ngoài lãnh thổ và thế tục cũng đều nghe rõ mồn một. Bá đạo, Tiêu Chính Văn vẫn bá đạo như trước. Từ lúc anh xuất hiện, đầu tiên là giết Khổng Hồng Chiết, tiếp theo lại đuổi Điền Khải chạy trốn bằng ánh mắt. Bây giờ lại bảo đại diện gia tộc Jisis cút đi. Cả vùng ngoài lãnh thổ ngoài Tiêu Chính Văn ra, cũng không tìm được người thứ hai có kiểu bá đạo và khí phách này. Tất nhiên đại diện gia tộc Jisis không chịu thua, khí tức lại dâng lên, thậm chí cảm nhận được khí tức chân tiên. Lúc này dù ông ta nói thêm một từ nữa, làm bất kỳ hành động gì cũng đều có nghĩa là toàn bộ gia tộc Jisis đã đầu hàng Tiêu Chính Văn. Nhưng hai bên vừa đứng nhìn nhau chưa đến 10 giây, khí tức mang theo chết chóc áp chế ông ta, thoáng chốc đã khiến ông ta không thở nổi, như thể Tiêu Chính Văn chỉ cần giơ tay lên là có thể đánh ông ta thành vũng máu. Cuối cùng ông ta vẫn ngoan ngoãn nhường chỗ, đứng vào chỗ trống bên cạnh. Điều khiến ông ta không ngờ là ông ta vừa đứng lên, cảm giác có thể bị đánh thành vũng máu bất cứ lúc nào đó bỗng biến mất, cả người thoải mái hơn rất nhiều. Chương 5062 Tiêu Chính Văn ngồi trên ghế, không cảm xúc nhìn ba người còn lại. Trước kia họ từng nghĩ đến vô số kết cục và quá trình nhưng mọi thứ họ nghĩ trước kia đều bỗng chốc biến mất hết. Họ nghĩ với thực lực của mấy người họ muốn giết Tiêu Chính Văn chẳng qua chỉ là chuyện trong một giây, nhưng khi thật sự đối mặt với Tiêu Chính Văn, ngay cả đám người Khổng Cập cũng gần như không có tự tin đó nữa. Tiêu Chính Văn quả thật quá bí ẩn, cho dù nhìn từ góc độ nào, Tiêu Chính Văn cũng chỉ là một người bình thường. Thậm chí còn khiến họ có cảm giác dù chỉ là hậu bối cảnh giới binh vương cũng có thể đánh chết Tiêu Chính Văn chỉ một cú. Nhưng với thành tích chiến đấu trước kia của Tiêu Chính Văn, điều này chắc chắn là ảo giác, hơn nữa còn ảo đến mức vô lý. Sự bình thản tự nhiên của Tiêu Chính Văn càng khiến họ không chắc có thể hạ gục được Tiêu Chính Văn trong tích tắc, ngược lại Tiêu Chính Văn càng bình tĩnh, áp lực trong lòng họ càng lớn. Bây giờ Tiêu Chính Văn lại lên cao thêm vài cấp bậc, thậm chí tôi có cảm giác ngay cả Khổng Cập trên bục cao cũng không phải là đối thủ của Tiêu Chính Văn. Tôi nghe nói chẳng phải cậu ta đến âm phủ sao? Lẽ nào âm phủ giúp cậu ta nâng cao tu vi? Chưa chắc, có lẽ cậu ta đang phô trương thanh thế thì sao? Lúc này người bên dưới bục cao cũng bàn luận. Nhưng cho dù họ nói thế nào thì Tiêu Chính Văn cũng đã chiếm ưu thế về khí thế. Cậu Tiêu, nếu cậu đã đến, vậy bọn tôi không ngại nói thẳng vào vấn đề. Mặc dù Khổng Cập vẫn có thể cảm nhận được sự áp bức vô hình nhưng vẫn phá vỡ sự tĩnh lặng. Dù sao ông ta cũng là cụ tổ nhà họ Khổng, là người đại diện trong cường giả lớn tuổi, có trận thế nào mà ông ta chưa thấy đâu. Nếu bị một hậu bối áp chế khí thế, sau này còn có ai phục nhà họ Khổng nữa. Mặc dù lúc đầu để Tiêu Chính Văn chiếm ưu thế nhưng đó không thể chứng tỏ điều gì. Nếu ra tay đánh nhau thật vẫn phải nói chuyện bằng thực lực. Huống gì phía sau ông ta còn có 10 vị thiên tài của chư thiên thần giới, Tiêu Chính Văn chỉ có một mình thôi, dù cả người cậu ta là sắt thì có thể nghiền ép được mấy cái đinh. Ông có tư cách nói chuyện sao, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Sau khi anh nói thế, bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng. Mọi người đều ngạc nhiên đến mức há hốc miệng, ông ta là Khổng Cập đấy, cụ tổ nhà họ Khổng, cao thủ tuyệt thế cảnh giới ngụy tiên đỉnh cao. Hơn nữa bây giờ thực lực của ông ta có thể đã đạt đến cảnh giới chân tiên. Tiêu Chính Văn lại mở miệng ra uy với đối phương. Sắc mặt Khổng Cập cũng cực kỳ khó coi, ông ta đường đường là cao thủ cảnh giới chân tiên, Tiêu Chính Văn thế mà lại khiến ông ta cảm thấy khó xử trước mặt nhiều người như thế. Chương 5063 nhất là mọi chuyện ở đây đều được trận pháp thiên kính truyền đến khắp nơi trên thế giới, không chỉ người ngoài lãnh thổ đều nhìn thấy mà ngay cả thế tục cũng thấy. Tiêu Chính Văn lại khiến ông ta mất mặt, lúc này cũng chỉ có người dân thường Hoa Quốc đều đồng loạt giơ ngón tay lên với Tiêu Chính Văn. Ừ, đây mới giống vua Bắc Lương của Hoa Quốc chúng ta, dù đi đến đâu cũng bá đạo như vậy. Vẫn là cậu Tiêu khí phách. Làm người thì nên không chịu cúi đầu, như vua Bắc Lương. Lúc này những người võ tông từng bị Tiêu Chính Văn chèn ép đó lại cười mỉa. Khổng Cập không phải là người của năm đại danh sơn. Đó là nhân vật cấp cao của nhà họ Khổng, Tiêu Chính Văn dám không nể mặt nhà họ Khổng e là sắp có đại nạn ập lên đầu. Thế nên không ít người đang đợi xem trò cười của Tiêu Chính Văn.
Trong thành thiên khu cũng rơi vào tĩnh lặng vì câu nói vừa rồi của Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn không lên tiếng, những người khác nào dám nói gì. Qua mười mấy phút sau, Tiêu Chính Văn mới nhấp một hớp trà, trầm giọng hỏi, tôi nghe nói các ông định quay về thế tục. Còn muốn lấy lại địa vị của Võ Tông. Nghe Tiêu Chính Văn nói, Khổng Cập mới lạnh lùng đáp, đúng thế, Tiêu Chính Văn, bọn tôi đã nói rõ rồi, tôi, ông là cái thá gì, tôi cho ông nói rồi sao. Tiêu Chính Văn nói thẳng một câu đáp lại Khổng Cập. Liên tiếp mấy lần bị Tiêu Chính Văn ngắt lời không nói, còn bị anh xem thường, Khổng Cập đã tức đến mức run rẩy. Nếu không phải thế giới có mấy chục tỷ con người đang nhìn về phía đó thì lúc này ông ta đã ra tay với anh rồi. Dù sao ông ta cũng là cao thủ thiên cảnh cấp 8, cảnh giới chân tiên thật. Chưa kể mấy ngàn năm trước, dù là hôm nay cũng đủ để nổi bật giữa đám đông. Nhưng lại bị một tên nhóc hết lần này đến lần khác chế nhạo, sao ông ta có thể nuốt trôi cơn giận này? Không đợi Khổng Cập phản ứng, kiếm sĩ Hoàng Kim của Thánh Giáo Đình bên cạnh lạnh lùng nói, Tiêu Chính Văn, bọn tôi không quan tâm đến Hoa Quốc cậu thế nào, nhưng cả Âu Lục vốn dĩ là địa bàn của Thánh Giáo Đình. Thì thế nào, Tiêu Chính Văn nói thế khiến kiếm sĩ Hoàng Kim nổi giận. Tiêu Chính Văn lại xem vẻ tức giận của đám người kia như không khí, bình tĩnh nói các ông định phản nước đứng về phía chư thiên thần giới sao. Anh Tiêu, chúng tôi phản bội đất nước đi theo quân địch lúc nào? Lẽ nào anh dám phản kháng lại chư thiên thần giới sao? Tiêu Chính Văn vừa nói dứt lời, đám con cháu nhà họ Khổng phía bên dưới đã lên tiếng mỉa mai. Từ sau khi quy thuận chư thiên thần giới, đặc biệt là đám con cháu nhà họ Khổng, thực lực và cảnh giới đều có sự nâng cao cực lớn. Chương 5064 mặc dù ban nãy Khổng Hồng Chiết đã chết trong tay Tiêu Chính Văn, thế nhưng dẫu sao Tiêu Chính Văn cũng chỉ có một mình, còn có thể giết sạch hết tất cả mọi người đang có mặt hay sao? Huống hồ có một số chuyện không phải dựa vào cường quyền là có thể giải quyết được. Thật ra chúng tôi cũng không muốn quy hàng, thế nhưng vấn đề là chư thiên thần giới có thực lực hùng mạnh. Dựa vào chúng tôi mà muốn ngăn cản chư thiên thần giới chẳng khác gì lấy trứng chọi đá. Cái gì gọi là kẻ thức thời mới là trang hào kiệt, mọi người làm như vậy cũng là để bảo tồn thực lực. Khổng Tân Vũ chắp một tay sau lưng, nói với giọng điệu đương nhiên phải vậy. Lời nói của vị tiền bối nhà họ Khổng này rất có lý, không phải chúng tôi không muốn phản kháng, cũng không phải chúng tôi không có khí tiết mà là bên phía chiến trường vùng ngoài vũ trụ đã thất bại rồi. Chúng tôi biết lấy cái gì ra để mà đối kháng đây. Huống hồ, sau khi người của chư thiên thần giới tới vùng ngoài lãnh thổ, ngoại trừ giúp đỡ chúng tôi nâng cao thực lực ra thì đều không có bất cứ điểm nào không thỏa đáng. Hơn nữa, vùng ngoài lãnh thổ đã có người nào bị lăng nhục, đã có tông môn nào bị bọn họ tiêu diệt chưa? Ngược lại có không ít người đều hưởng lợi, không chỉ có thọ nguyên được kéo dài mà ngay cả thực lực và cảnh giới cũng được nâng cao lên những trình độ không giống nhau. Những điều này mọi người đều được chứng kiến cả. Tải app NOLA để đọc full và miễn phí nhé. Nếu như người ta đã muốn chung sống hòa bình với chúng ta thì tại sao chúng ta phải gây chuyện cơ chứ? Một ông lão tóc trắng phía bên dưới cũng bước ra khỏi đám người, hùa theo Khổng Tân Vũ. Ôi, thật ra ngay từ lúc bắt đầu chư thiên thần giới đã không hề có ý định đối địch với chúng ta rồi, lại còn giúp đỡ chúng ta đánh lui sự tiến công của âm phủ. Đây đều là sự thật không thể tranh cãi. Mặc dù chúng tôi đều lấy lợi ích từ chư thiên thần giới, thế nhưng nói đúng ra thì người của chư thiên thần giới vốn dĩ không hề có ác ý đối với chúng tôi việc gì phải chiến đấu tới cùng với bọn họ cơ chứ? Khổng Cập nói ra lời này, tất cả mọi người xung quanh đều gật đầu tán đồng. Có thể nói, sự xuất hiện của chư thiên thần giới đã khiến cho không ít người trong số bọn họ nhìn thấy lại tia hy vọng. Thậm chí rất nhiều người đều vì có sự giúp đỡ của chư thiên thần giới mà liên tiếp đột phá cảnh giới. Từ tận sâu đáy lòng, sự cảm kích của bọn họ dành cho chư thiên thần giới đã vượt xa ý chí đối kháng của bọn họ rồi. Nếu từ phương diện tình cảm mà nói thì bọn họ đương nhiên không nên nói đỡ cho người của chư thiên thần giới, thế nhưng đối diện với ân tình của chư thiên thần giới, bọn họ lại chẳng thể đưa ra lựa chọn. Tiêu Chính Văn nghe xong thì khẽ mỉm cười, nhấp một ngụm trà thơm. Sau đó nhìn về phía mọi người xung quanh. Thấy mọi người đều đồng loạt cúi đầu không nói, anh cũng hiểu rõ luôn cõi lòng của bọn họ. Lúc này, không chỉ có bên phía vùng ngoài lãnh thổ đang quan sát nhất cử nhất động của Tiêu Chính Văn, bên phía thế tục cũng có không ít người đang nhìn Tiêu Chính Văn. Chương 5065 từ sau khi Tiêu Chính Văn dùng một nhát kiếm chém đứt kế truyền của Vi Hào,
những cường quốc ngày trước như bọn họ đã trở thành nước lệ thuộc vào Hoa Quốc, thế nhưng mấy trăm năm trở lại đây, bọn họ vẫn luôn là bá chủ thế giới, đã có lúc nào phải nhìn sắc mặt người khác cơ chứ? Lúc này, những người bên phía Âu Lục càng hy vọng cường giả bên phía Thánh Giáo Đình mau chóng trở về, chỉ cần có những cường giả này trấn giữ, bọn họ sẽ có thể khôi phục lại vinh quang lúc trước, không cần phải nhìn sắc mặt của Hoa Quốc để hành sự nữa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mãi cho tới nửa tiếng đồng hồ sau, Tiêu Chính Văn mới phá vỡ sự trầm mặc, nói, nếu như mọi người đã đưa ra lựa chọn rồi thì Tiêu Chính Văn tôi cũng không gây khó dễ. Thế nhưng, tôi vẫn muốn cho các vị cơ hội cuối cùng, nghĩ cho kỹ xem mình có thật sự muốn đứng về phía chư thiên thần giới hay không. Giọng nói của Tiêu Chính Văn lập tức truyền ra khắp vùng ngoài lãnh thổ. Bắc Vực không muốn giấy lên chiến tranh nữa, Tây Vực mong muốn được hưởng thái bình. Ngay tức thì, tiếng hô không ngừng vang vọng khắp vùng ngoài lãnh thổ. Ngay cả nước Tề và nước Triệu cũng có không ít người phát ra tiếng hô y như vậy. Thật ra nước Tề đã vì quan hệ của Điền Khải mà trở thành tay sai của chư thiên thần giới từ lâu, đương nhiên không cần phải nói nhiều. Đông Vực có hậu nhân Khổng Thánh bảo vệ, chúng tôi không muốn giấy lên chiến tranh. Thế lực các phương trong Đông Vực chuyển đến nhà họ Khổng, điều này cũng khiến cho Khổng Cập tỏ ra vô cùng đắc ý. Dẫu sao điều này cũng đủ để chứng minh cho dù là khi nào hay ở đâu thì nhà họ Khổng vẫn có chỗ đứng ở vùng ngoài lãnh thổ. Chỉ có Thành Đại Phong khi trước và số ít các thế lực có mối quan hệ tốt với Điện Thần Long thì vẫn kiên quyết đối kháng, có điều bọn họ cũng chỉ là số ít trong số ít mà thôi, tiếng hô của họ rất nhanh đã bị nhấn chìm bên trong tiếng hô lớn của mọi người. Bên phía nước Ngụy, hàng trăm nghìn quân binh đã dàn trận chờ sẵn, cờ chiến tung bay theo gió, vô số đao kiếm phản chiếu ánh mặt trời, lóe lên những tia sáng sắc lạnh. Ngụy Vinh Kỳ mặc chiến giáp màu tím, đầu đội kim quan, tay cầm kiếm dài, sát khí bộc phát ngàn dặm. Nước Ngụy tôi tuyệt đối không đầu hàng bất cứ kẻ nào, hôm nay Ngụy Vinh Kỳ tôi tuyên bố cho thiên hạ biết, nếu như người của chư thiên thần giới đặt chân vào nước Ngụy của tôi nửa bước thì tôi sẽ giết không tha. Khi hắn vừa nói dứt lời, một thanh thiên đao cũng xuất hiện ngay giữa đất trời, phân tách riêng biệt khí tức giữa nước Ngụy và Đông Vực. Tất cả mọi người đang có mặt đều không thể ngờ Ngụy Vinh Kỳ vẫn luôn tôn sùng thực lực lại vạch rõ ranh giới với chư thiên thần giới. Mặc dù hắn không nói rõ muốn khai chiến với chư thiên thần giới, thế nhưng loại thế trận này thì đã chẳng cần phải nhiều lời nữa rồi. Tiêu Chính Văn không khỏi liếc nhìn về phía Ngụy Vinh Kỳ, biểu hiện của Ngụy Vinh Kỳ quả thực khiến cho Tiêu Chính Văn hơi bất ngờ. Trong số 4 cậu chủ của chiến quốc, Ngụy Vinh Kỳ là người có khí phách nhất. Chương 5066 có thể thấy, năm đó khi nước Tần tiêu diệt 6 nước, truyền thuyết Ngụy Vinh Kỳ huyết chiến tới cùng có lẽ không phải là giả. Mà bên phía thế tục, ngoại trừ Hoa Quốc gia, gần như tất cả mọi người đều hy vọng cao thủ phía mình mau chóng trở về thế tục. Chắc hẳn cậu Tiêu cũng nhìn thấy và nghe thấy rồi, không chỉ có vùng ngoài lãnh thổ chúng tôi mà ngay cả thế tục cũng không muốn đối địch với chư thiên thần giới. Hơn nữa, bọn họ cũng rất hy vọng cao thủ của vùng ngoài lãnh thổ quay trở về. Đều nói ai lấy được lòng dân thì sẽ lấy được thiên hạ, chắc hẳn cậu Tiêu cũng sẽ không có thêm ý kiến gì khác đâu nhỉ, Khổng Cập lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn chỉ bình thản nhấp một ngụm trà, sau đó lại đưa ánh mắt về phía nhà họ Khổng và mấy người của Đông Hải Ngao Lai. Cậu Tiêu, tôi nghĩ nhà họ Khổng chúng tôi cũng có thể đại diện Hoa, Hỗn Xược. Hoa Quốc có liên quan gì với Nho Gia? Là Nho Gia mấy người mấy nghìn năm nay tu quá nhiều nên đã quên mất bản thân có thân phận gì rồi sao? Có bản vương ở đây, cái lũ giống như đám chó má mấy người còn dám nhắc tới hai chữ Hoa Quốc thì ngay cả phần mộ tổ tiên và tông miếu của nhà họ Khổng mấy người sẽ cùng bị xóa sổ luôn. Tiêu Chính Văn vừa thốt ra lời này, sắc mặt của Khổng Cập lập tức tái xanh. Nhà họ Khổng bán nước là thật. Thế nhưng Tiêu Chính Văn công khai nói ra những lời này một cách trắng trợn như thế thì Tiêu Chính Văn cũng không đúng. Hơn nữa, anh càng không nên vạch trần cả bản sắc học giả trong suốt cả trăm nghìn năm qua như thế. Đây không còn là sỉ nhục nhà họ Khổng và học giả nữa mà là muốn chặt đứt pháp chế kế truyền của nhà họ Khổng ở bên trong thế tục. Ở một bên khác, mấy người Hồng Ấn cũng đang quan tâm nhất cử nhất động bên phía thành thiên khu. Thậm chí ngay cả 10 thiên tài tới từ chư thiên thần giới cũng đang rất quan tâm tới kết quả của việc này. Tiêu Chính Văn hôm nay rốt cuộc tới để làm gì, Hồng Ấn không khỏi nhíu mày nói. Theo như tính khí của Tiêu Chính Văn thì sao có thể chẳng quan tâm gì tới đám người trợ giáo phản bội kia cơ chứ? Theo tôi thấy,
đối diện với thế lực lớn thì Tiêu Chính Văn cũng chỉ có thể buông xuôi mà thôi, Dạ Ma Thiên cười lạnh lùng nói. Đổi lại là ai, đối diện với cục diện trước mắt cũng chỉ có thể khoanh tay bất lực, dẫu sao cả vùng ngoài lãnh thổ, ngoại trừ Thành Thiên Đô còn có vài tông môn đang đối kháng ra, thế lực các phương ở vùng ngoài lãnh thổ đều đứng về phía chúng tôi rồi. Tiêu Chính Văn hắn thật sự có thể một tay che trời hay sao? Lúc này, điều mà Tiêu Chính Văn hắn có thể làm đã cực kỳ bé nhỏ rồi. Tuyệt Thiên đắc ý lên tiếng. Thật ra ở trong mắt hắn, việc Tiêu Chính Văn có trở về hay không đã không còn quan trọng nữa, căn bản chẳng thể thay đổi mọi thứ trước mắt. Cho dù Tiêu Chính Văn có thủ đoạn thông thiên thì cũng có thể giết sạch hết người của cả vùng ngoài lãnh thổ hay sao? Chương 5067 nếu như anh thật sự làm như vậy, Tuyệt Thiên ngược lại còn phải nói một tiếng cảm ơn với Tiêu Chính Văn. Cục diện trước mắt rất giống với Nhạc Phi Bắc Phạt năm xưa. Cho dù Nhạc Phi có tâm cũng có năng lực lấy lại lãnh thổ bị mất, đón nhị thánh về, thế nhưng toàn bộ văn võ trong triều, ngay cả bản thân Triệu Cấu cũng không muốn đánh tiếp nữa. Kết quả cuối cùng là Nhạc Phi chết thảm, Tống Kim đàm phán hòa bình. Tiêu Chính Văn giờ giống y như Nhạc Phi năm xưa, cao siêu quá ít người hiểu, kết cục chắc chắn cũng vô cùng thảm thương. Nếu như cậu ta trở về trước khi chúng ta đạt được mục đích thì có lẽ còn có thể xoay chuyển tình thế. Sự việc đi tới nước này, tất cả đều đã quá muộn rồi. Nhưng không thể không nói, nhà họ Khổng đúng là một con chó trung thành mà. Dạ Ma Thiên nở một nụ cười lạnh lùng. Chỉ là một con chó ăn cây táo rào cây sung mà thôi. Lúc chúng ta lấy được bí mật của di tích Long tộc cũng chính là ngày tiêu diệt nhà họ Khổng bọn chúng. Loại chó luôn có suy nghĩ phản bội này, chư thiên thần giới chúng ta cũng sẽ không nuôi. Thiên Tuyệt nói xong thì ngửa mặt cười lớn. Mà ở một bên khác, không để cho Khổng Cập lên tiếng thêm lần nữa, Tiêu Chính Văn đã đứng dậy liếc nhìn đại diện bên phía Thánh Giáo Đình, nói quy thuận chư thiên thần giới là lựa chọn của mấy người, thế nhưng tuyệt đối không đại diện cho Hoa Quốc. Tiêu Chính Văn tôi dùng thân phận vua Bắc Lương Hoa Quốc, chính thức tuyên chiến với chư thiên thần giới. Nói xong, Tiêu Chính Văn phất ống tay áo, dẫn theo mấy người Tần Lương Ngọc bước ra khỏi quảng trường trung tâm. Lúc này, cho dù là mọi người bên dưới bục hay Khổng Cập ở trên bục cao đều nhìn theo bóng lưng Tiêu Chính Văn với vẻ mặt kinh ngạc. Cậu ta dám đại diện Hoa Quốc tuyên chiến. Hoa Quốc vạn cổ của tôi, làm gì có chuyện một mình cậu ta là có thể đại diện. Khổng Cập nghiến răng nói. Không chỉ có người của nhà họ Khổng không ngờ được Tiêu Chính Văn lại đưa ra quyết định như vậy, ngay cả đám người trong thế tục cũng hết sức kinh ngạc. Duy chỉ có thiên tử Hoa Quốc và muôn dân Hoa Quốc là không bất ngờ. Việc Tiêu Chính Văn đưa ra quyết định như vậy đã nằm trong dự liệu của bọn họ rồi. Tần Vũ, thông báo với các chiến khu lớn chuẩn bị chiến đấu toàn diện. Hắc băng đài chờ lệnh 24/24, từ giờ phút này trở đi, Hoa Quốc tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh cấp 1. Sau khi Tiêu Chính Văn nói ra những lời này, thiên tử lập tức hạ lệnh. Mà tướng tuân lệnh, Tần Vũ đứng nghiêm người, sau đó quay người đi ra khỏi thiên tử các. Thiên tử! Lẽ nào thật sự phải khai chiến với chư thiên thần giới sao? Ba các lão Long Các và mấy trưởng lão Võ Tông đồng loạt nhìn về phía thiên tử. Chiến, Hoa Quốc vạn cổ của tôi sao có thể để mặc cho đám học giả bán nước cầu vinh kia tùy tiện bán đứng? Thứ mà chư thiên thần giới muốn không phải vùng ngoài lãnh thổ, cũng không phải là thế tục mà là nền móng của Hoa Quốc chúng ta, quốc vận khí mạch của Hoa Quốc chúng ta. Càng là di tích Long tộc. Chương 5068 Vi Hào có thể đầu hàng, Âu Lục có thể đầu hàng, thế nhưng con cháu của Hoa Quốc chúng ta sao có thể ngồi nhìn quân địch đào xới phần mộ tổ tiên Hoa Quốc, trà đạp lên núi sông Hoa Quốc cơ chứ? Khổng Khưu ông ta có thể phản bội lại tổ tiên, thế nhưng con cháu Hoa Quốc chúng ta dù là một ngày cũng tuyệt đối không thể quên đi ý chí của Thủy Hoàng, mọi người đồng lòng, vượt qua quốc nạn, máu không chảy cạn, thề không ngưng chiến. Truyền chỉ. Nếu như có một người nào trong võ tông dám nói chuyện đầu hàng thì Chu Di cửu tộc, tuyệt đối không khoan nhượng. Vùng ngoài lãnh thổ và giới thế tục đều tôn sùng Tiêu Chính Văn, anh được nhiều người ủng hộ, Khổng Cập đã cảm thấy cực kỳ tức giận. Ông ta là cụ tổ nhà họ Khổng mới là bá chủ thống trị mấy ngàn năm của Hoa Quốc. Tiên sư Khổng Thánh và truyền nhân ở các thế hệ của nhà họ Khổng, có ai mà không có địa vị cao ở Hoa Quốc, được khắp nơi ủng hộ. Ông ta mới là chủ nhân của Hoa Quốc, cũng chỉ có ông ta mới xứng có được lòng dân Hoa Quốc. Kiếm sĩ Hoàng Kim của Thánh Giáo Đình quay sang nhìn Khổng Cập, các thế lực đều đã có hiệp nghị với chư thiên thần giới,
chỉ có Hoa Quốc khai chiến với chư thiên thần giới ư? Lẽ nào chỉ dựa vào Tiêu Chính Văn và Điện Thần Long phía sau cậu ta sao? Đúng là nực cười, chỉ dựa vào một đám ô hợp của Điện Thần Long cũng dám chống đối với chư thiên thần giới hả? Cuối cùng Khổng Cập không nhịn được nữa tức giận gào lên. Mặc dù người của Điện Thần Long không phải là đám ô hợp nhưng muốn dựa vào Điện Thần Long chống lại chư thiên thần giới đúng là hão huyền. Dù sao cách biệt thực lực giữa hai bên quá lớn, chư thiên thần giới không phải chỉ là một thế giới mà là cả một thế lực trong vũ trụ song song. Cách biệt này không thể chỉ dựa vào một người nào đó mà có thể kéo lên được. Dù là Khổng Cập cũng phải thừa nhận Tiêu Chính Văn là một trong số ít những người được trời thiên vị trong hàng ngàn năm, nhưng vậy thì sao? Huy hoàng của anh chẳng qua chỉ là so với đám cùng lứa thôi, so với những người lớn tuổi, nhất là những người ở thời đại của ông ta thì Tiêu Chính Văn chỉ bé nhỏ đến mức đáng thương. Ngoài nước Ngụy, hầu hết các thế lực ở ngoài lãnh thổ đều chọn thỏa hiệp, tức là Hoa Quốc chỉ có thể một mình chống lại chư thiên thần giới. Một khi chọc giận chư thiên thần giới thì Hoa Quốc bỗng chốc sẽ không còn tồn tại. Lúc này không chỉ có Khổng Cập nổi lên ý định giết người mà ngay cả các thế lực dưới trướng của nhà họ Khổng cũng đều ước gì có thể xé xác Tiêu Chính Văn. Nếu không phải do Tiêu Chính Văn nhiều chuyện thì lúc này họ đã quay về thế tục, lần nữa lấy lại quyền lợi và địa bàn thuộc về mình. Khổng Cập thông qua trận pháp thiên kính lạnh lùng nói với tất cả người Hoa Quốc, các người phải nghĩ cho kỹ, một khi đi bước này thì không khả năng quay đầu lại được nữa. Khổng Cập đang đe dọa hàng tỷ người dân ở cả Hoa Quốc, nhưng ông ta vừa dứt lời, giọng của rất nhiều người vang lên trên mảnh đất Hoa Quốc như sấm. Chương 5069 bọn tôi thà chết cùng vua Bắc Lương chứ không khuất phục. Mặc dù nói thế cũng phần nào chứng minh tất cả người Hoa Quốc đều không cho rằng trận chiến này họ có thể thắng, nhưng dù có chết, họ cũng không muốn khuất phục trước bất kỳ ai. Người dân Hoa Quốc sinh ra đã là con cháu của rồng, sao có thể hạ mình đầu hàng chứ? Trận đại nạn hơn 100 năm trước chính vì họ thỏa hiệp, nhưng nhịn cuối cùng mới khiến kẻ xâm lược nghênh ngang tàn sát người dân. Nhưng bây giờ dù là chư thiên thần giới hay là cả thế giới đều trở thành kẻ thù. Người Hoa Quốc cũng sẽ không cúi đầu chịu thua trước bất kỳ ai nữa. Dân tộc này đã trải qua hàng ngàn năm chiến tranh khói lửa, chưa bao từng bị bất kỳ ai chinh phục, càng chưa từng cúi đầu khuất phục trước kẻ địch nào, trước đây đã không thì bây giờ cũng không, sau này càng không. Lúc này thiên tử đứng lên bục cao thiên tử các, giọng điệu kiên quyết nói. Bên võ tông, dù là võ thần tông hay năm đại danh sơn, hầu hết những người nắm quyền võ tông cũng đồng thanh nói. Từ xưa nhà họ Khổng đã là tội đồ của Hoa Quốc, người tri thức hay học giả quái gì chứ, chỉ là một đám ăn cây táo rào cây sung, bán nước cầu danh lợi. Dù bọn tôi có chết cũng sẽ không thông đồng với cái thứ như chó má này. Võ Tông thế tục chính thức loại bỏ nhà họ Khổng, con cháu nhà họ Khổng không xứng được gọi là con cháu Hoa Quốc, cút khỏi Hoa Quốc. Bọn tôi thề không bao giờ thỏa hiệp với nhà họ Khổng và chư thiên thần giới. Đúng thế. Hai bên không đội trời chung. Thoáng chốc hàng tỷ người dân cả Hoa Quốc ở thế tục cũng đều lên tiếng, thậm chí có vài người ném bài vị của tiên sư thánh nhân Khổng Khưu vào nhà vệ sinh. Nhà thờ Khổng duy nhất còn sót lại cũng bị đám đông giận dữ lật đổ. Được lắm, các người hay lắm, hai mắt Khổng Cập như phun ra lửa. Đây là kết cục của việc ăn cây táo rào cây sung, các ông có thể che mờ mắt người khác nhất thời nhưng không gạt được cả đời. Người dân trên khắp thế giới cũng có ngày thức tỉnh. Bây giờ không chỉ Tiêu Chính Văn tôi tuyên chiến với chư thiên thần giới mà người dân ở thế tục cũng thế, ông còn có gì muốn nói? Tiêu Chính Văn cười nhạo nói. Hừ, Tiêu Chính Văn, cậu nghĩ chỉ dựa vào họ, cậu có tư cách đấu lại với chư thiên thần giới sao? Ngây thơ thật, Khổng Cập vừa dứt lời, bên chư thiên thần điện bỗng vang lên từng âm thanh quái lạ. Khổng Cập quay đầu lại nhìn về hướng chư thiên thần điện. Đắc ý nói, tôi muốn xem thử rốt cuộc Tiêu Chính Văn cậu đánh lại đại quân của chư thiên thần giới thế nào. Tiêu Chính Văn, lần này chắc chắn cậu sẽ chết. Chỉ tiếc là sự can đảm của cậu không chỉ hại Điện Thần Long mà còn hại chết hàng tỷ người dân Hoa Quốc. Kiếm sĩ Hoàng Kim cũng chế giễu nói. Cùng lúc đó rất nhiều vết nứt xuất hiện trên bầu trời thành thiên khu như thể bầu trời sẽ sụp xuống bất cứ lúc nào. Chương 5070 cuối cùng chư thiên thần giới vẫn ra tay với Tiêu Chính Văn. Nếu vùng ngoài lãnh thổ vẫn đề phòng chư thiên thần giới giống ban đầu thì còn đỡ, nhưng lúc này cả vùng ngoài lãnh thổ đều đã cảm thấy biết ơn với chư thiên thần giới,
làm sao có thể có ý chí phản kháng. Chỉ trong thoáng chốc, trời đất chấn động, màn trời bên trên gần như sắp sụp xuống. Cậu muốn chiến vậy thì chiến, cùng tôi lấy máu tẩy sạch Hoa Quốc ở thế tục. Dạ Ma Thiên cầm thanh kiếm dài, một kiếm chém màn trời. Vèo, bầu trời bỗng chốc xuất hiện một vết nứt cực lớn. Lăng Phong cũng kiêu ngạo chém về phía bầu trời. Hồng Ấn đứng ở xa nhìn mọi chuyện, cười nhạo nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn. Đám người Thiên Tuyệt cũng bước lên không trung. Sau đó rất nhiều cao thủ chư thiên thần giới đều bước vào thành thiên khu từ vết nứt trên bầu trời. Tiếng bước chân chấn động cả bầu trời vang lên, vô số bóng người đáp trên màn trời ở vùng ngoài lãnh thổ. Thoáng chốc cả vùng ngoài lãnh thổ đều bị khí tức đáng sợ bao phủ. Sát khí lan tràn ra khắp ngoài lãnh thổ, ngay cả bầu trời cũng biến thành một màu xám xịt, cảnh sắc đẹp trên bầu trời cũng bị sát khí xám nhạt che mất. Không chỉ bên Hoa Quốc ở thế tục chấn động mà ngay cả các thế lực vùng ngoài lãnh thổ cũng há hốc miệng. Mặc dù hai bên chưa khai chiến nhưng chỉ khí tức đáng sợ này đã phân biệt được thắng thua. Lúc này vô số sao băng rơi xuống bên Hoa Quốc ở thế tục, cả vùng đất Hoa Quốc đều rơi vào biển lửa. Kết quả này quá bất ngờ. Thật ra Tiêu Chính Văn còn chưa chuẩn bị trang bị, đại quân chư thiên thần giới đã đánh đến. Thấy thế ngay cả thiên tử ở trong thế tục cũng khá ngạc nhiên, mọi chuyện đến quá nhanh. Thế tục không có sức lực chống lại đại quân mấy trăm ngàn người của chư thiên thần giới. Vũ khí nóng mà thế tục tự hào nhất không thể gây ra tổn thương nào với các cao thủ trên thiên cảnh cả. Chưa kể đến mấy trăm ngàn, dù chỉ có 100 người cũng đủ để san bằng cả Hoa Quốc. Các thế lực trước đó đã nghiêng về phía chư thiên thần giới lúc này cũng cực kỳ đắc ý nhìn Tiêu Chính Văn. Dù Tiêu Chính Văn có bản lĩnh hơn người cũng không có sức đánh trả khi đối mặt với cục diện trước mặt. Trong trận thế lớn thế này, cả Hoa Quốc đều rơi vào tĩnh lặng nên mọi người đều biết rõ có lẽ đêm nay là thời khắc cuối cùng của họ. Dù là các phái trong võ tông hay người dân thế tục, tâm trạng của họ đều rơi xuống đáy cốc. Chương 5071 nhưng trong số họ lại không có ai cảm thấy hối hận về hành vi và lời nói trước đó, như Tiêu Chính Văn nói, dù có chết cũng phải chết trong vinh quang. Tiêu Chính Văn, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Tất cả con cháu nhà họ Khổng đều bước lên không trung, sát khí đằng đằng bao vây mấy người Tiêu Chính Văn. Nhất là Khổng Cập đã gấp gáp muốn đi vào con đường đi đến thế tục, một đòn tiêu diệt Hoa Quốc ở giới thế tục. Thật ra dù ông ra không ra tay, chư thiên thần giới cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này. Tiêu Chính Văn, không phải không thể tuyên chiến nhưng không có thực lực làm nền tảng thì tuyên chiến đồng nghĩa với việc đâm đầu vào chỗ chết. Chỉ cần cậu quỳ xuống trước mặt con cháu nhà họ Khổng, chịu thua với bọn tôi thì có thể tha cho cậu. Khổng Cập cười mỉa chế nhạo nói. Giọng ông ta vang lên khắp Cửu Châu, truyền đến mọi ngóc ngách trên thế giới. Tiêu Chính Văn quay đầu lại nhìn vết nứt trên bầu trời, lúc này trong vết nứt vẫn có đầy người, không biết có bao nhiêu cao thủ chư thiên thần giới đang chạy đến chỗ vết nứt. Chỉ trong thoáng chốc, đại quân của chư thiên thần giới đã lên đến hơn hàng triệu, dù cả ngoài lãnh thổ hợp sức lại cũng không thể đối phó với nhiều cao thủ thiên cảnh như thế. Thế nhưng các thế lực vùng ngoài lãnh thổ không chỉ không ngăn chư thiên thần giới xâm lấn vào mà ngược lại không ít thế lực đều chọn gia nhập vào chiến đoàn. Quay lưng phản bội ngoài lãnh thổ và thế tục, trở thành con tốt thí của chư thiên thần giới. Nhìn thấy rồi chứ, đây mới là đại thế của thiên hạ. Thế nhưng chính vì sự thô lỗ của cậu đã khiến cả Hoa Quốc đều rơi vào tuyệt cảnh không thể cứu vãn. Cậu mới là tội đồ của Hoa Quốc, mỗi một người Hoa Quốc chết vì chuyện này đều do cậu hại chết, Khổng Cập dữ tợn nhìn Tiêu Chính Văn nói. Nhưng Tiêu Chính Văn không để ý đến Khổng Cập mà chỉ nhìn Hoa Quốc ở thế tục thông qua trận pháp thiên kính. Mọi người có từng hối hận không? Giọng Tiêu Chính Văn vang vọng trên bầu trời Hoa Quốc. Bọn tôi sẵn lòng đi theo vua Bắc Lương, chiến đấu đến cùng. Bọn tôi thề đi theo vua Bắc Lương. Tất cả tướng lệnh và binh sĩ ở năm chiến khu lớn đều lộ ra vẻ quyết tâm, dù đối mặt với chư thiên thần giới cũng không hề sợ hãi. Vua Bắc Lương nói đúng, giữa chiến tranh và sự tủi nhục, dù chọn tủi nhục thì cuối cùng chúng ta vẫn phải đối mặt với chiến tranh, liều mạng với chúng. Chỉ là chết thôi có gì phải sợ, liều mạng. Bọn tôi không oán không hận. Lúc này ở Hoa Quốc ở thế tục, cho dù là người dân hay binh sĩ cũng đều nhìn thẳng vào cái chết, ý chí chiến đấu hừng hực. Hoa Quốc thề liều mạng, thiên tử kiên quyết nói.
phía sau thiên tử là hàng ngàn quân ngự lâm, dưới chân thiên tử là Giang Sơn và xã hội Hoa Quốc vạn cổ. Chương 5072 Hoa Quốc không bao giờ cúi đầu trước kẻ địch, thiên tử chết vì bảo vệ xã tắc, quân dân bảo vệ nước nhà. Tốt, không hổ là con cháu của rồng. Tiêu Chính Văn, tôi đảm bảo với mọi người chư thiên thần giới sẽ không làm hại đến một cọng lông của mọi người. Nếu vi phạm lời thề, Tiêu Chính Văn tôi tự sát để tả tội. Tiêu Chính Văn cũng tràn đầy tinh thần chiến đấu, tay cầm thanh kiếm Tần Vương nói với cả Hoa Quốc. Nực cười, chỉ dựa vào một mình cậu mà cũng muốn ngăn được đại quân hàng triệu người à? Cậu lấy cái gì bảo vệ họ? Người có thể bảo vệ thế tục chỉ có nhà họ Khổng thôi. Nhưng đám tôm tép các cậu lại dám đạp đổ nhà họ Khổng, mắng nhức tiên hiền, các người đáng chết. Khổng Cập lớn tiếng nói, vung thanh kiếm dài lên đi qua con đường đến thế tục, nói với các thế lực vùng ngoài lãnh thổ đằng sau, đánh về thế tục, san bằng Hoa Quốc. Theo lệnh của Khổng Cập, hàng trăm bóng người đã đợi sẵn ở phía Vi Hào lập tức phóng tới. Từ hướng Thánh Giáo Đình, hàng ngàn bóng người do kiếm sĩ Hoàng Kim đứng đầy cũng lập tức lao lên. Gia tộc Jesus cũng cùng lúc cử ra chục nghìn đệ tử. Tề Thiên Thư Viện, Bát Hiền Từ, Đền Thờ Khổng Thế và các thế lực khác cũng cử hàng ngàn cao thủ đánh vào cổng giới thế tục. Không chỉ tất cả mọi người ở thành thiên khu kinh hãi, mà gần như cả đông vực đều rung chuyển. Cả nước Tề cũng kéo quân đến, đại quân hùng mạnh nhìn không thấy giới hạn. Ngoại trừ lúc nước Tần dẹp sáu nước, Hoa Quốc chưa từng xuất hiện trận chiến như thế này. Trong lịch sử Âu Lục càng không cần nói tới, so với những trận chiến lớn trong lịch sử Hoa Quốc, đó gần như chỉ là trò đùa giữa các bạo chúa. Trần Phong chắp tay sau lưng, bước xuống Bạch Hổ, khí thế ngút trời, bao trùm khắp nơi. Lăng Phùng cầm kiếm, trông như tiên giáng trần, mỗi bước đi đều tỏa ra vô số tia sáng. Lúc này, vô số cao thủ đế cảnh, đại đế cảnh, cảnh giới đế quân đều lần lượt hướng về phía giới thế tục. Chỉ riêng khí thế này cũng đủ để hủy diệt một đất nước ngay lập tức. Tiêu Chính Văn đứng kiêu hãnh trên không trung, phớt lờ tất cả mọi người, lạnh lùng nhìn Khổng Cập nói, nhớ kỹ lời tôi nói, hôm nay ông nhất định phải chết. Nhà họ Khổng cũng sẽ diệt vong. Nghe vậy, Khổng Cập cười lớn đáp lời, Tiêu Chính Văn, cậu sắp chết đến nơi rồi mà còn dám nói những lời như vậy sao? Tôi đang đứng trước mặt cậu đây, cậu tới giết tôi đi. Tuyệt Thiên nhìn Tiêu Chính Văn đang đứng kiêu hãnh giữa đám đông, cười khẩy, Tiêu Chính Văn, chư thiên thần giới chúng tôi không muốn nhúng tay vào ân oán giữa các người. Ngay cả những trưởng lão của Hoa Quốc các người cũng đã đầu hàng trước chư thiên thần giới rồi, có một câu nói của Hoa Quốc rằng, muốn chống ngoại xâm thì phải ổn định nội bộ trước đã. Nếu muốn đấu với chư thiên thần giới một trận cũng được, giết sạch các người rồi nói tiếp. Giết sạch, Thanh Liên và ông lão Thiên Tinh đồng loạt nuốt nước bọt, đừng nói là giết sạch. Không bị giết đã là may lắm rồi. Chương 5073 trước mặt đâu chỉ có ngàn vạn người. Gần như cả đông vực, tất cả các thế lực lớn đều đã nghiêng về phía nhà họ Khổng, cộng thêm cả Thánh Giáo Đình ở phương Tây và gia tộc Jesus. Cho dù là hợp lực cả nước Ngụy thì cũng không thể chống lại nổi. Lúc mọi người đang lo lắng thì đột nhiên những ngọn núi rung chuyển. Mặt đất của thành thiên khu đột nhiên dâng cao trăm mét, ở trung tâm quảng trường. Một ngọn núi đất đen như mực trồi lên từ mặt đất. Một dòng sông máu chảy trên ngọn núi, xung quanh là cây sắt hoa đồng. Ở chính giữa đỉnh núi, hàng trăm cây sắt hoa đồng cùng nâng đỡ một chiếc ngai vàng khảm bảo thạch đủ màu sắc. Đối mặt với cảnh tượng trước mặt, Trần Phong chỉ mỉm cười khinh thường, vung kiếm chém Tiêu Chính Văn. Con hổ dưới chân hắn hóa thành vô số tia sáng trắng, đâm thẳng về phía Tiêu Chính Văn. Đường kiếm của hắn không chỉ nhanh nhạy mà còn mang theo sát khí mạnh mẽ, có uy lực chém nứt trời đất. Sau đó vô số tia sáng trắng kia chặn tất cả các lối thoát của Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn, lần trước ở âm phủ, anh đã lợi dụng tôi, hôm nay anh nhất định phải chết. Một kiếm chém ra, Trần Phong tựa như đã nhìn thấy cảnh tượng Tiêu Chính Văn chết dưới kiếm của mình, trong mắt lộ vẻ hưng phấn. Nhưng lúc mọi người đều cho rằng Tiêu Chính Văn sẽ chết thì một màn xương đen cô lập hết mọi thứ xung quanh. Nhát kiếm của Trần Phong chìm vào màn xương đen, giống như một con bò chìm xuống biển, không một tiếng động. Hàng vạn tia sáng kia sau khi tiến vào màn xương đen cũng biến mất không tăm tích. Cái gì? Lúc này, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc,
bởi vì đòn tấn công có thể hủy diệt trời đất của Trần Phong lại bị làn khói đen xung quanh Tiêu Chính Văn hóa giải một cách nhẹ nhàng như vậy. Điều quan trọng nhất là mọi người đều nghĩ ngay đến màn xương đen đang sợ khi âm phủ tiến công vào vùng ngoài lãnh thổ. Lẽ nào là âm phủ? Lúc này, mọi người đều kinh ngạc. Khí tức của âm phủ đã chặn đòn tấn công đáng sợ của Trần Phong, hơn nữa còn cô lập Tiêu Chính Văn với toàn bộ vùng ngoài lãnh thổ. Tiêu Chính Văn ngồi trên ngai vàng, khoảnh khắc Tiêu Chính Văn ngồi xuống, khí tức cả người lập tức thay đổi, như thể một vị quân vương vừa giáng thế. Cùng lúc đó, núi Thiết Phi bên dưới ngai vàng lại phát ra tiếng động lớn, vô số xương đen tỏa ra. Khi màn xương đen bốc lên, vô số thứ đáng sợ lao ra khỏi mặt đất. Một tấm bia cổ không chữ bay qua bầu trời. Tà khí bao trùm khắp nơi, ngay cả 10 vị thiên tài trong Chư Thiên Thần Điện cũng không tránh nổi. Chương 5074 một bóng người cùng xuất hiện theo tấm bia kia. Mã Vương ra, ngay sau đó, vô số cao thủ của núi Mã Vương xuất hiện, trong không khí tràn ngập khí tức đáng sợ. Một tiếng gào thét vang lên, rung chuyển cả trời đất, vó ngựa khiến mặt đất rung chuyển. Phán quan mặt đen và đại tướng Dạ Xoa đích thân dẫn theo vô số âm binh, đánh vào thành Thiên Khu. Giống như vết nứt trên bầu trời, mặt đây dưới núi Thiết Phi lúc này cũng mở ra một khe hở cực lớn giống như vực sâu, vô số âm binh xông ra. Trong nháy mắt, hàng chục triệu âm binh đã tạo thành một trận pháp hình vuông khổng lồ trên bầu trời Thiên Khu, khí tức vượt xa hàng triệu quân của Chư Thiên Thần Giới. Vô số giáo kiếm đen kịt, tỏa ra liệt khí khắp trời đất. Trước khi Chư Thiên Thần Giới định thần lại thì đã bị bao vây khắp nơi. Nhìn ra xa, âm binh đen kịt không nhìn thấy điểm cuối. Thấy cảnh tượng này, gần như tất cả mọi người đều ngơ ngác. Tiêu Chính Văn ngồi trên ngai vàng như nơi không người, thờ ơ nhìn hàng triệu quân Chư Thiên Thần Giới và các thế lực ở vùng ngoài lãnh thổ. Giờ phút này, ngoại trừ tiếng bước chân đều đều của âm binh, toàn bộ vùng ngoài lãnh thổ đều im lặng như tờ. Giới thế tục nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị đáng sợ này cũng lập tức chết lặng. Mọi người đều hướng sự chú ý vào Tiêu Chính Văn đang ngồi trên ngai vàng. Tiêu Chính Văn giống như một vị quân vương, được bao quanh bởi khí vận đế vương, như thể anh là chủ nhân của thế giới này, chỉ cần anh ra lệnh thì hàng vạn cái đầu sẽ rơi xuống đất. Sao lại như vậy chứ? Sao âm phủ lại đột nhiên đánh vào vùng ngoài lãnh thổ? Không đúng. Bọn họ đến để giúp Tiêu Chính Văn. Những thế lực trước đó định giết Tiêu Chính Văn đều sững sờ. Ngụy Vinh Kỳ ở nước Ngụy xa xa cũng nhìn về phía thành Thiên Khu bằng ánh mắt kinh ngạc. Trận chiến trước mắt kinh động cả trời đất. Kể từ sau cái chết của thần Vương Đế Tuấn, âm phủ chưa từng xâm chiếm vùng ngoài lãnh thổ với quy mô lớn như vậy. Nói cách khác, sau cái chết của thần Vương Đế Tuấn, âm phủ đã hoàn toàn cắt đứt liên hệ với vùng ngoài lãnh thổ và giới thế tục. Vậy mà bây giờ lại quay trở lại vùng ngoài lãnh thổ vì Tiêu Chính Văn, điều này khiến người ta không thể tin nổi. Tiêu Chính Văn. Ngụy Vinh Kỳ ngẩng đầu thở dài một hơi. Hàng triệu quân Chư Thiên Thần Giới đối mặt với chục triệu âm binh chỉ như giọt nước trong biển cả. Mặc dù ở vùng ngoài lãnh thổ có rất nhiều thế lực, nhưng so với Tả Bạch Đào và Phán Quan Mặt Đen, sức mạnh của bọn họ không đáng để coi trọng. Chương 5075 ban đầu. Bọn họ còn tưởng hôm nay Tiêu Chính Văn chắc chắn phải chết, nhưng trong nháy mắt, tình thế đã hoàn toàn đảo ngược, thay vào đó, bọn họ đã bị vô số âm binh bao vây. Điều đáng sợ nhất là những âm binh này đều là cường giả thiên cảnh, thậm chí có không ít đế cảnh. Sức mạnh của hàng chục triệu cường giả thiên cảnh đáng sợ đến mức nào? Tấm bia cổ không chữ kia bay về phía Chư Thiên Thần Điện, đó cũng là nơi kết giới vũ trụ bị phá vỡ. Cùng lúc đó, Mã Vương ra lạnh lùng nhìn về phía nhà chính của nhà họ Khổng, trầm giọng nói, Tử Hoàn có dám đấu tới tôi một trận không? Giọng nói của Mã Vương ra như tiếng sét rung chuyển trời đất. Lúc này, Tử Hoàn đang ngồi trên cao quan sát cũng cảm nhận được uy lực đáng sợ từ Mã Vương ra. Dù sao ông ta cũng là cao thủ số một của nhà họ Khổng còn sót lại ở vùng ngoài lãnh thổ, đối mặt với lời khiêu chiến của Mã Vương ra, ông ta không có đường lui. Tử Hoàn đứng lên. Thân hình to lớn từ nhà họ Khổng bay lên không trung, ngạo nghễ đứng trong hư không. Ít nhất vào lúc này, Tử Hoàn là con át chủ bài lớn nhất của nhà họ Khổng, đồng thời cũng là niềm tin của nhà họ Khổng. Dù thế nào, Tử Hoàn cũng không thể tránh nổi trận chiến này, chỉ cần ông ta dám bỏ chạy thì với thủ đoạn của Mã Vương gia,
thế lực của nhà họ Khổng ở vùng ngoài lãnh thổ chắc chắn sẽ bị nhổ tận gốc. Khí tức chuẩn thánh cấp 1 của Tử Hoàn vừa tỏa ra, tất cả mọi người ở vùng ngoài lãnh thổ đều kinh ngạc. Thì ra, ông ta mới là chỗ dựa và là con át chủ bài của nhà họ Khổng. Thậm chí ngay cả lão tổ nhà họ Khổng là Khổng Cập cũng không thể sánh bằng. Hai vị thánh nhân cảnh giới chuẩn thánh đối đầu trên không trung, mặc dù không động tay, nhưng sức ép đáng sợ đủ để mọi người cảm thấy khiếp sợ. Mã Vương ra cười nhạt, tùy ý vung tay, phóng ra một đạo tà khí. Một giây sau, phía nhà họ Khổng truyền đến tiếng kêu la thảm thiết. Hàng triệu đệ tử nhà họ Khổng đã bị một chiêu của Mã Vương ra giết chết, thậm chí xác cũng không còn. Nhìn thấy cảnh này, Khổng Cập cũng sững sờ. Cảnh tượng hai vị cao thủ chuẩn thánh giao đấu thật đáng sợ. Lúc Mã Vương gia và Tử Hoàn giao đấu, tấm bia cổ cũng hạ xuống bầu trời phía trên chư thiên thần giới. Mặc dù đó chỉ là tấm bia không chữ, nhưng lại tỏa ra một luồng khí tức đáng sợ. Tấm bia không chữ hạ xuống, bầu trời đã bị nứt lìa và kết giới vũ trụ đã bị xé nát lập tức trở lại trạng thái ban đầu. Đó là, Ngụy Vinh Kỳ nhìn về phía chư thiên thần điện với vẻ khó tin. Rõ ràng là kết giới vũ trụ đã bị phá vỡ, vậy mà lại có thể khôi phục sao? Đó là bia âm dương biến hóa từ đá tam sinh. Ngay khi tấm bia không chữ hạ xuống, Long Cổ cũng lộ ra vẻ khó tin. Chương 5076 nghe nói đá tam sinh tam thế là một trong số những vụn sắt rơi vào âm phủ trong đống đổ nát của vũ trụ từ thời kỳ bàn cổ đại thần khai thiên lập địa. Mà từ trước tới nay, đá tam sinh tam thế vẫn đều bảo vệ cho vách chắn của âm phủ và hai giới lớn khác. Cũng có thể nói, lần này âm phủ đã đưa ra hết tinh nhuệ, hơn nữa ngay cả đá tam sinh tam thế cũng đều chuyển ra rồi. Có thể thấy âm phủ đã hoàn toàn nghiêng về phía Tiêu Chính Văn, hoặc là nói đã bị Tiêu Chính Văn thu phục triệt để. Vậy nên Long Cổ mới kinh hãi tới vậy. Đó là âm phủ đấy, là sự tồn tại mà thần vương Đế Tuấn từng phải chịu bó tay. Tiêu Chính Văn thì có tài đức gì? Khi đá tam sinh tam thế từ từ rớt xuống, liên hệ giữa vùng ngoài lãnh thổ và chư thiên thần giới hoàn toàn bị cắt đứt. Những cao thủ của chư thiên thần giới vẫn chưa kịp tiến vào vùng ngoài lãnh thổ cũng vĩnh viễn bị ngăn cách ở bên ngoài vách chắn vũ trụ. Những cao thủ của chư thiên thần giới đã tiến vào vùng ngoài lãnh thổ cũng đồng loạt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc này, bọn họ đã bị vô số âm binh bao vây chật kín, cắt đứt tất cả sức sống và đường lui. Sự việc tới nước này rồi. Tất cả mọi người mới bừng tỉnh ngộ, tại sao cho tới bây giờ Tiêu Chính Văn vẫn dám ngông cuồng như thế, tại sao Tiêu Chính Văn dám nói ra những lời khi trước. Với tình hình bây giờ, quả thực không ai có thể động tới được thế tục Hoa Quốc. Đừng nói tiến công vào thế tục, hôm nay bọn họ có thể sống sót rời khỏi thành thiên khu hay không vẫn còn chưa biết được. Tiêu Chính Văn ngồi trên bảo tọa U Minh Đại Đế, chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía Khổng Cập. Người đâu, bắt ông ta lại. Tiêu Chính Văn bình thản ra lệnh, leng keng, một sợi xích sắt màu đen thô như cây đại thụ chọc trời cứ thế xuất hiện. Xung quanh xích sắt bị một màn xương đen bao vây, bên trong màn xương màu đen này toàn là mùi máu tanh, nó cứ thế lao thẳng về phía Khổng Cập. Rất rõ ràng, là Phù Kiên ra tay. Rắc, một tia sét màu vàng xé ngang nền trời, đó chẳng qua chỉ là dư âm của trận giao chiến giữa hai cường giả ở cảnh giới chuẩn thánh mà thôi. Chỉ là một tia sét đã khiến cho đại trận phòng hộ của khu nhà họ Khổng vỡ nát. Nhìn thấy cảnh tượng này, Khổng Cập sợ tới độ mồ hôi lạnh vã ra như mưa, không khỏi sởn hết gai ốc. Thế nhưng không để cho ông ta hoàn hồn trở lại, sợi xích sắt màu đen đó đã lao thẳng tới. Chương 5077 chỉ thấy một tia sáng u tối lóe lên, xích sắt thô dài lập tức trói chặt lấy ông ta giống như một con chăn lớn. Cho dù ông ta có thực lực chân tiên, nhưng đối diện với xích câu hồn thì mọi sự phản kháng của ông ta đều là vô ích. Đừng nói là ông ta, ngay cả Mã Vương gia đã đạt tới cảnh giới chuẩn thánh khi đối diện với xích câu hồn cũng phải kính sợ ba phần. Không để cho ông ta vùng vẫy quá lâu, sợi xích sắt lớn màu đen đã đưa Khổng Cập tới dưới chân Tiêu Chính Văn. Ban nãy ông nói gì? Muôn dân thế tục Hoa Quốc giống như lũ kiến ư? Ông mở to mắt chó của mình ra mà nhìn cho rõ ai mới là kiến đi. Tiêu Chính Văn nói rồi dùng tay chỉ vào trung tâm chiến trường, nơi đại quân hàng triệu người của chư thiên thần giới đang bị vô số âm binh bao vây vào bên trong, nói. So với số âm binh không đếm xuể kia, đại quân hàng triệu người của chư thiên thần giới giống như một hạt cát trong sa mạc. Kiến,
e rằng ngay cả tư cách làm con kiến bọn họ cũng không có. Hơn nữa, ai mà ngờ được Tiêu Chính Văn lại lãnh đạo cả âm phủ tới đối kháng với chư thiên thần giới. Nếu như âm phủ dốc toàn lực ra, với thực lực bây giờ của vùng ngoài lãnh thổ thì căn bản chẳng thể đối kháng được. Từ sau khi thần vương Đế Tuấn chết, không có thêm ai có thể phân cao thấp với âm phủ được nữa, thế nhưng cho tới tận lúc chết, Đế Tuấn vẫn chưa thể thống trị được âm phủ theo như ý nguyện. Ôi, ý nguyện mà thần vương Đế Tuấn còn chưa thể đạt được lại được Tiêu Chính Văn biến thành hiện thực, chuyện này châm biếm và kinh người tới độ nào cơ chứ? Long Cổ nghiến răng, kể từ giây phút này, ông ta cũng không dám coi thường kẻ tiểu bối có xuất thân từ thế tục này nữa. Thành tựu của anh đã vượt xa so với dự liệu của tất cả mọi người. Đầu óc Khổng Cập bị xích câu hồn lôi tới dưới chân Tiêu Chính Văn đã trở nên trống rỗng từ lâu. Biến cố đột nhiên tới này rõ ràng khiến cho người ta chẳng thể nào tiếp nhận nổi. Thậm chí mãi tới bây giờ, ông ta vẫn không dám tin tất cả mọi thứ trước mắt mình đều là thật. Mà sức sống bên trong cơ thể ông ta đang điên cuồng chảy ra bên ngoài với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được, tử khí bên trên xích câu hồn đã ngấm vào bên trong da thịt ông ta. Trên cơ thể ông ta hình thành vô số vết loang lổ to nhỏ. Mấy nghìn năm trở lại đây, nhà họ Khổng mấy người vẫn luôn chạy theo lợi ích. Đầu tiên, mấy người bán đứng nước Lỗ, nước Tề diệt Lỗ, nhà họ Khổng mấy người tự tay giết chết vua nước Lỗ. Sau đó, mấy người lại bán đứng Triều Hán, dẫn đường cho Hung Nô tiến công vào Đại Hán. Thời gian Tam Quốc, mấy người câu kết với Ô Hoàn, giết chết muôn dân phương Bắc, cuối thời Tây Tấn, mấy người lại liên thủ với người Hạt, mưu đồ giết sạch con dân Đại Hán. Cuối thời Đường, mấy người cùng An Lộc Sơn khởi binh phản Đường, giết chết biết bao nhiêu người dân vô tội. Thậm chí tới thời Đại Minh, mấy người lại lấy danh nội các để thao túng việc triều chính, bóc lột tàn nhẫn, khiến cho dân tình không thể sống nổi. Thậm chí còn dẫn đường cho Hậu Kim tiêu diệt Giang Sơn Đại Minh. Nếu như không có mấy người thì làm gì có 10 ngày ở Dương Châu, làm sao có thể khiến cho quan trung đất cằn ngàn dặm. Chương 5078 đủ loại tội danh, không sao kể hết. Bây giờ, mấy người lại câu kết với chư thiên thần giới, ý đồ bán đứng cả ba giới địa cầu, mục đích chỉ là vì lợi ích của bản thân nhà họ Khổng mấy người mà thôi. Để có thể trường sinh bất tử, ông không ngại nối giáo cho giặc, không ngại bán đứng tổ tông, vậy được. Hôm nay Tiêu Chính Văn tôi sẽ thay đời trừng trị, kết thúc quãng đời ngập tràn tội ác của ông. Tiêu Chính Văn vừa nói dứt lời đã giơ tay nhấc cổ Khổng Cập lên, ấn ông ta vào trong huyết ô trì. Cho dù là người của âm phủ thì cũng không dám tùy tiện vào trong huyết ô trì, sự thâm độc đó gần như có thể biến một cao thủ thiên cảnh trở thành vũng máu chỉ trong nháy mắt. Huống hồ là Khổng Cập. Cơ thể của Khổng Cập vừa mới chạm vào máu độc bên trong huyết ô chỉ đã bốc lên khói trắng. Tiêu Chính Văn, cậu dám giết tôi, nhà họ Khổng chúng tôi. Không để cho Khổng Cập nói hết câu, Tiêu Chính Văn đã nhấn chìm ông ta xuống dưới đáy huyết ô chỉ. Khoảnh khắc đó, làn da của Khổng Cập trở nên mục ruỗng với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Lông, tóc khắp người gần như đều hóa thành vũng máu chỉ trong nháy mắt. Mà xương cốt của ông ta cũng nhanh chóng mục giữa dưới sự nhấn chìm của máu độc. Thế nhưng cả quá trình này, ý thức của Khổng Cập vẫn luôn rất tỉnh táo, cũng có thể nói, bản thân ông ta có thể nhìn thấy rất rõ tất cả những gì diễn ra. Cơn đau đớn thấu tâm gan truyền ra khắp nơi trên cơ thể, thế nhưng ngay cả một tiếng gào thét đau đớn ông ta cũng không phát ra nổi. Nửa tiếng đồng hồ sau, cơ thể của Khổng Cập mới hoàn toàn hóa thành vũng máu, hòa vào làm một với máu độc bên trong huyết ô trì. Ông tự cho rằng có chư thiên thần giới chống lưng cho là ông có thể muốn gì làm đó hay sao? Làm nhiều chuyện bất nghĩa chắc chắn sẽ tự diệt. Trời không trừng trị thì khắc có Tiêu Chính Văn tôi thay trời trừng trị ông. Giọng nói của Tiêu Chính Văn lan ra khắp bốn phương, dù là người ở vùng ngoài lãnh thổ hay là thế tục cũng đều nghe thấy rất rõ. Thật ra đây không chỉ là đang thay trời phạt tội mà còn giáng cho chư thiên thần giới một cái tát rất kêu ở ngay trước mặt người đời. Nhìn Khổng Cập bị giết. Đại quân hàng triệu người của chư thiên thần giới cũng đang chiến đấu gian khổ, bên phía chư thiên thần giới mới vang lên một giọng nói giả nua, Tiêu Chính Văn, trận chiến này kết thúc ở đây, thế nào? Giọng nói đó mang theo uy nghiêm không thể hoài nghi, gần như đang hạ lệnh cho Tiêu Chính Văn dừng tay ngay lập tức. Kết thúc, ban nãy lúc mấy người chiếm trọn ưu thế thì tại sao không kết thúc đi? Nếu trước lúc viện binh của âm phủ tới, tôi bảo mấy người ngưng chiến, mấy người có dừng tay hay không?
Tiêu Chính Văn cười lạnh lùng nhìn về phía Điện Chư Thiên Thần. Chương 5079 Tiêu Chính Văn, người chết bây giờ đều là người của mấy người, nói cách khác, cho dù đánh tiếp thì tổn thất của Chư Thiên Thần giới cũng rất nhỏ, việc gì cậu phải làm như thế? Với cục diện trước mắt mà nói, đừng nói là đánh vào thế tục, cho dù là bảo toàn đại quân hàng triệu người này cũng là quá khó, vậy nên bên phía Chư Thiên Thần giới mới cử ra lãnh đạo cấp cao đàm phán với Tiêu Chính Văn. Dẫu sao trong chiến trường, tuyệt đại đa số đều là thế lực các phương ở vùng ngoài lãnh thổ, đại quân mấy triệu người của Chư Thiên Thần giới chỉ chiếm thiểu số mà thôi. Tiêu Chính Văn suy xét tới tổn thất nghiêm trọng bên phía vùng ngoài lãnh thổ thì chắc chắn sẽ đồng ý với yêu cầu của bọn họ. Nếu như bọn họ đối diện với người khác thì có thể sẽ thật sự được như ý nguyện. Chỉ đáng tiếc người mà bọn họ đối diện lại là Tiêu Chính Văn. Kẻ nhân từ không thể dẫn binh. Không phải Tiêu Chính Văn không có lòng nhân từ, đối với mỗi một người dân bình thường của Hoa Quốc, Tiêu Chính Văn đều nhân từ như thần Phật, thế nhưng đối với những kẻ phản bội ăn cây táo rào cây sung thì Tiêu Chính Văn chỉ có thủ đoạn thâm độc như ma quỷ. Nói hay lắm, có điều khi trước mấy người có một câu nói rất có lý. Muốn chống ngoại xâm thì phải ổn định nội bộ trước đã. Nếu như để cho những kẻ phản bội này sống qua ngày hôm nay thì Tiêu Chính Văn tôi sẽ là tội nhân của toàn nhân loại trên địa cầu. Còn nữa, trận chiến này kết thúc vào thời gian nào, với phương thức nào không phải do mấy người quyết định. Giết cho tôi, chữ giết của Tiêu Chính Văn vừa mới thốt ra, tất cả âm binh trong âm phủ đột nhiên dậy sóng, hô giết ầm trời. Đứng mũi chịu sào là đại quân triệu người của Chư Thiên Thần giới, dưới sự xung kích dữ dội, đại quân hàng triệu người gần như tan tác. Những kỵ sĩ không đầu tới từ âm phủ và chiến tướng đầu lâu, ai ai cũng không sợ chết. Hoàn toàn khinh thường mọi đòn công kích của đối phương, dùng phương thức mạng đổi mạng để xông tới. Mặc dù ai trong số đại quân hàng triệu người này của Chư Thiên Thần giới cũng đều là cao thủ thiên cảnh, thế nhưng thực lực của đối phương cũng không hề yếu ớt, hơn nữa bọn họ đã có lúc nào được chứng kiến cách đánh không cần mạng như vậy đâu. Ngay lập tức đều bị âm binh phía đối diện đánh ngu người. Soạt, một chiến binh đầu lâu vừa bị đánh cho thành một đống xương vụn lại sống lại từ trên mặt đất. Giơ kiếm xương trong tay lên lao tới chém giết. Nhìn thấy cảnh tượng khiến cho người ta tuyệt vọng này, ngay tới phòng tuyến tâm lý cuối cùng của đám cao thủ của Chư Thiên Thần giới cũng sụp đổ. Thứ mà bọn họ đối diện không phải là mấy cái xác đầu lâu gần đất xa trời mà là sự biến thái có thể hồi sinh vô hạn. Chưa nói bọn họ không có ưu thế về số người, cho dù bọn họ chiếm trọn hết ưu thế thì cũng có tác dụng gì đâu. Mã Vương gia, ông và tôi xưa nay không thù không oán gì với nhau. Tại sao ông phải ra tay hiểm độc với nhà họ Khổng chúng tôi như vậy? Tại sao ông lại bán mạng cho Tiêu Chính Văn? Ông. Chương 5080 Tử Hoàn thấy mỗi lần ông ta đối kháng với Mã Vương gia thì dư âm đều đổ ập về phía khu nhà họ Khổng. Mỗi lần đều có vô số con cháu nhà họ Khổng chết thảm bên dưới dư âm. Sự phẫn nộ của ông ta đã hoàn toàn bùng lên từ tận sâu trong đáy lòng. Không cần bất cứ lý do nào. Dựa vào việc nhà họ Khổng mấy người ăn cây táo rào cây sung đã đáng để tiêu diệt cả gia tộc rồi, Mã Vương gia nói rồi lại giơ tay lên chỉ, vô số ngôi sao băng lao thẳng về phía nhà họ Khổng. Hừ, bên trên bảo tọa, Tiêu Chính Văn vẫn luôn lạnh lùng quan sát trận chiến không khỏi nhíu mày lẩm bẩm, lẽ nào bên trong còn có ẩn tình gì nữa sao? Mã Vương gia rất quyết đoán, ra tay với Tử Hoàn, ông ta mang đến cho Tiêu Chính Văn cảm giác rằng ông ta đang giết người diệt khẩu. Nhà họ Khổng đã bí mật cấu kết với Mã Vương gia, để âm phủ tấn công vùng ngoài lãnh thổ nhỉ. Mã Vương gia lúc này hoàn toàn không quan tâm đến sinh linh phía dưới, gần như quét sạch nhà họ Khổng, trà trẻ gái trai, đều không bỏ qua. Mã Vương gia thấy ông ta chỉ là một người từng bất lương, nếu muốn chiếm được lòng tin của Tiêu Chính Văn thì phải có một cuộc thảm sát đẫm máu với nhà họ Khổng để thể hiện sự phản kháng của mình với Chư Thiên Thần giới. Cho dù nhà họ Khổng thương vong bao nhiêu người thì cũng không liên quan gì đến ông ta. Bây giờ ông ta đã không còn quan tâm đến đạo nghĩa gì nữa. Trận đấu giữa ông ta và Tử Hoàn nhanh chóng bước vào giai đoạn gay cấn. Không chỉ người nhà họ Khổng bị ảnh hưởng, mà rất nhiều thế lực trực thuộc của nhà họ Khổng vì sống gần nhà chính nhà họ Khổng cũng bị ảnh hưởng, thậm chí có một thế gia bị thiên thạch đâm trúng, bị diệt toàn môn. Tiêu Chính Văn không thèm để ý đến những thứ này. Những gia tộc này dựa vào nhà họ Khổng hay tông môn thì đều là phản đồ ở vùng ngoài lãnh thổ. Đối với những kẻ phản bội, Tiêu Chính Văn chỉ có một từ, đó là giết.
Có câu kẻ nhân từ không thể dẫn binh, nhân từ với kẻ phản nghịch sẽ mang đến nguy hiểm tính mạng cho người khác. Tải app NOLA để đọc full và miễn phí nhé. Hơn nữa, nếu không phải âm phủ xuất thế, ngăn chặn sự tiến công của người vùng ngoài lãnh thổ thì lúc này Hoa Quốc đã sớm cách xa vạn dặm. So với hàng trăm triệu người dân Hoa Quốc, cho dù là nhà họ Khổng hay những thế lực thuộc nhà họ Khổng đều không bằng con kiến trong mắt Tiêu Chính Văn. Vì vậy Tiêu Chính Văn cũng không ngăn cản Mã Vương gia, cho phép ông ta giết người. Gốc rễ của những người này đều ở Hoa Quốc, nhưng trong lịch sử, Hoa Quốc đã nhiều lần gặp nguy hiểm, những người này đã giúp đỡ những kẻ bất lương, giết hại chính người dân của mình, sao Tiêu Chính Văn có thể dễ dàng để những người như vậy sống yên ổn chứ? Thấy có chuyện không ổn, một vị trưởng lão của nhà họ Khổng định quay người chạy trốn về Chư Thiên Thần Điện, nhưng còn chưa chạy được mấy bước đã bị Xích Câu Hồn kéo lại. Tiêu Chính Văn thản nhiên xách bị trưởng lão nhà họ Khổng lên, treo ông ta lên ngọn thương dài. Chương 5081 phụt, cây thương đâm thẳng vào ngực trưởng lão kia, máu tươi trào ra. Đến nước này, ai còn quan tâm đến sự sống chết của người nhà họ Khổng nữa? Tiêu Chính Văn không giết ông ta là để người nhà họ Khổng hiểu rằng những kẻ phản bội sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp. Mặt khác, cũng để những người ở vùng ngoài lãnh thổ đã đầu hàng Chư Thiên Thần Giới biết rằng chỉ cần là người Tiêu Chính Văn muốn giết, thì không ai có thể cứu được bọn họ. Thấy chiến cục đã trở nên khốc liệt, sắc mặt của kiếm sĩ Hoàng Kim cũng thay đổi rõ rệt. Tình thế thay đổi quá nhanh, bọn họ còn chưa kịp phản ứng thì đã bị vô số âm binh bao vây. Sau khi đẩy lùi mấy lượt tấn công của âm binh, Trần Phong quay đầu lại nhìn Tiêu Chính Văn đang ngồi trên ngai vàng, vội vàng hét lớn, muốn đánh giặc phải bắt tướng trước. Vừa dứt lời, Trần Phong cầm kiếm, lao thẳng về phía Tiêu Chính Văn. Với tình hình hiện giờ, bọn họ không thể thoát khỏi vòng vây này, cách duy nhất bây giờ là bắt sống hoặc giết Tiêu Chính Văn, như vậy mới có cơ hội sống sót. Mặc dù một mình hắn không thể trị được Tiêu Chính Văn nhưng nếu cộng thêm Dạ Ma Thiên và Thiên Tuyệt, ba người họ hợp lực lại thì việc giết Tiêu Chính Văn không thành vấn đề. Trần Phong cầm kiếm lần lượt giết mấy âm binh cản đường, lao thẳng về phía Tiêu Chính Văn. So với lần trước ở âm phủ, lần này bọn họ không bị bất cứ thứ gì hạn chế, bất lợi duy nhất là Dạ Ma Thiên đã bị thương, một cách tay đã bị đánh nát bét. Nhưng vết thương nhỏ này không là gì so với mất mạng. Trần Phong nâng cảnh giới của mình lên mức đỉnh cao. Một loạt tia sáng thần thánh xuất hiện sau lưng hắn. Bọn họ vốn từ Chư Thiên Thần Giới tới địa cầu, công pháp vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa lúc này ý chí chiến đấu của hắn vô cùng mạnh mẽ, vì vậy hắn đã phát huy hết sức mạnh của mình. Đại tướng Dạ Xoa thấy vậy cầm Xiên Thác Thiên, nghênh chiến với Trần Phong. Trần Phong lúc này đã không còn là Trần Phong khi ở âm phủ nữa, thấy tướng quân Dạ Xoa lao về phía mình, Trần Phong quay đầu. Giận dữ quát lớn, cút. Một chữ này như tiếng sét rung trời, khiến đại tướng Dạ Xoa bay lên không trung. Trần Phong lúc này giống như một vị thần giáng thế, cả người tỏa ra uy lực, tay nắm chặt kiếm, vô cùng mạnh mẽ. Dạ Ma Thiên và Thiên Tuyệt cũng xông lên với uy thế vô song, trấn uy tứ phương. Ba người họ đồng thời bước lên không trung, ba luồng khí tức mạnh mẽ vây quanh Tiêu Chính Văn. Mặc dù Dạ Ma Thiên bị thương nặng, nhưng gã vẫn có thể vung kiếm, chém Tiêu Chính Văn. Nhát kiếm này có kiếm khí mạnh mẽ, mang theo uy lực vô song, như một vị thần. Ba người họ từ ba hướng khác nhau cùng giết Tiêu Chính Văn, trong đầu họ chỉ có một suy nghĩ đó là một đòn giết chết Tiêu Chính Văn. Chương 5082 chỉ cần giết được Tiêu Chính Văn thì mọi chuyện trước mắt sẽ kết thúc, cho dù bại trận thì cũng không đến mức chết thảm trong tay âm binh. Bọn họ đã quá coi thường Tiêu Chính Văn. Thật ra khi Tiêu Chính Văn rời âm phủ đã đạt cảnh giới chuẩn thánh, nếu không, sẽ không coi thường Mã Vương ra như vậy. Càng không thể ra lệnh cho Phù Kiên phá hủy núi Mã Vương. Tuy nhiên, Tiêu Chính Văn cần thêm một thời gian thích ứng nữa mới có thể dùng thân xác của mình để phát huy sức mạnh của cảnh giới chuẩn thánh. Cơ thể hiện giờ của anh không thể chống chịu được sức mạnh đáng sợ của cảnh giới chuẩn thánh. Sự chênh lệch giữa cảnh giới chuẩn thánh và thiên cảnh quá lớn. Hai loại sức mạnh này thuộc về hai đẳng cấp hoàn toàn khác nhau. Thiên cảnh giống như địa cầu, còn chuẩn thánh giống như cả hệ ngân hà, cả về thể chất hay độ thuần chất thì đều có sự chênh lệch. Cho dù vậy, Tiêu Chính Văn cũng đã nâng cao thực lực lên thiên cảnh cấp 7 trong nháy mắt. Khi Tiêu Chính Văn nâng tay,
một con rồng vàng bay vút lên. Một hình thái cực âm dương khổng lồ chuyển động, sinh khí của vô số người gần như bị Tiêu Chính Văn tước đoạt trong nháy mắt. Lên, tiếng rồng gầm vang vọng trời đất, thân rồng khổng lồ đã ngăn chặn đòn chí mạng của đám người Trần Phong. Sở Giang Vương và Phù Kiên thấy vậy định tiến lên giúp đỡ, Tiêu Chính Văn lại xua tay nói, một mình tôi là đủ rồi. Tiêu Chính Văn đủ tự tin để đối phó với ba người họ, hơn nữa, khúc xương khó bẻ gãy nhất bây giờ không phải là bọn họ mà là tử hoàn nhà họ Khổng. Hừ, khẩu khí lớn đấy, anh tưởng rằng nơi đây là âm phủ sao? Dạ Ma Thiên mỉa mai nói. Nếu là ở âm phủ, ba người chúng tôi chưa chắc đã là đối thủ của anh, nhưng nơi đây là thành thiên khu. Trần Phong tùy ý nói. Có gì khác sao, cho dù là ở đâu hay khi nào, các người đều sẽ bại dưới tay tôi mà thôi. Tiêu Chính Văn phất tay áo nói. Từng đạo lực luân hồi đánh về khoảng không. Mỗi lực luân hồi phóng ra như lưỡi đao khổng lồ, điên cuồng chém đầu người của chư thiên thần giới. Thấy Tiêu Chính Văn không dùng toàn lực đấu với ba người họ, vẫn còn tâm trạng đi thu hoạch đầu kẻ khác, ba người họ đồng thời nổi giận. Tiêu Chính Văn, ngươi dám, Thiên Tuyệt cầm kiếm trong tay, tiến tới. Mỗi nhát kiếm của hắn đều đem theo sức mạnh trời đất, như chủ nhân của thế giới này, dù là gió, mưa hay không khí đều có thể trở thành vũ khí sắc bén trong tay hắn. Trời đất biến thành một chiếc lòng khổng lồ, giống như một tấm lưới lớn, vô số bóng kiếm phá vỡ khoảng không, cắt đứt mọi thứ. Chương 5083 lúc này, Trần Phong cũng tranh thủ thời cơ thích hợp chém một kiếm mạnh mẽ. Nhát kiếm này cắt đứt khoảng không, xuyên qua thời gian, trong nháy mắt đã chém đến phía sau Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn hoàn toàn không để ý đến đòn chí mạng của Trần Phong, con dao quân đội năm cạnh bay ra từ tay áo Tiêu Chính Văn, chặn phía sau anh. Luồng khí tức vàng tạo thành một quả bóng trong tay Tiêu Chính Văn. Khí tức này chính là khí vận đế vương. Mặc dù chỉ lớn bằng một bàn tay, nhưng đây là khí vận đế vương. Chỉ cần một tia khí tức cũng đủ để tời núi chuyển sông. Bùm, khi kiếm của Trần Phong va chạm với con dao quân đội năm cạnh, phát ra ánh sáng chói lọi. Nhưng khi ánh sáng thần bí tiêu tan, Tiêu Chính Văn vẫn bình an vô sự. Nhìn thấy cảnh này, Trần Phong vô cùng kinh ngạc. Đòn này gần như vận dụng hết sức mạnh của hắn, bao gồm cả thuật pháp và trận pháp, ngay cả hồng ấn cũng không dám khinh thường. Vậy mà Tiêu Chính Văn lại có thể đỡ đòn nhẹ nhàng như vậy, sao có thể chứ? Trần Phong há to miệng, nhìn bóng lưng Tiêu Chính Văn với vẻ khó tin. Phập, chấn động hư không, một luồng kiếm khí âm nhược đâm về phía xương sườn trái của Tiêu Chính Văn. Kiếm của Dạ Ma Thiên không có sức mạnh to lớn, nhưng lại vô thanh vô tức, nhát kiếm này chứa đựng những gì gã được học cả đời. Sức mạnh âm nhược xuyên qua trời đất, có sức mạnh xé toạc hư không. Bùm bùm bùm, dường như cả hư không cũng không thể chịu nổi sức mạnh này, tạo ra vô số tiếng nổ. Nhát kiếm này quá mạnh mẽ, thậm chí còn mạnh hơn gấp trăm lần so với nhát kiếm cắt cứt kết giới vũ trụ của Dạ Ma Thiên. Nhưng khi đối mặt với đòn tấn công này, Tiêu Chính Văn chỉ nhẹ nhàng phất tay, con dao quân đội năm cạnh phóng ra, đối mặt với thanh kiếm khổng lồ. Keng, một tia sáng bạc lóe lên, sau đó ánh sáng lan ra khắp nơi như một vòng mặt trời chói lọi. Giống như một quả bom hạt nhân khổng lồ được kích nổ trên không trung, chùm sáng cực mạnh khiến tất cả mọi người vội vàng né tránh, không ai dám nhìn thẳng. Phá, Tiêu Chính Văn nổi giận gầm lên, con dao quân đội năm cạnh lại phóng lên, phát ra tiếng kêu lớn. Trong nháy mắt, đòn đánh toàn lực của Dạ Ma Thiên đã bị Tiêu Chính Văn phá giải. Chương 5084 kiếm khí yếu ớt đó cũng biến mất theo. Thấy vậy, Dạ Ma Thiên kinh ngạc biến sắc. Không để cho gã hoàn hồn trở lại, Tiêu Chính Văn đã lao tới. A, thấy Tiêu Chính Văn giơ nắm đấm đánh về phía mình, Dạ Ma Thiên gào lên một tiếng theo bản năng. Bởi vì Dạ Ma Thiên lúc này đã cảm nhận được sự uy hiếp chết chóc rồi. Đúng vào lúc này, Thiên Tuyệt vung tay lên, kiếm khí vô tận lao thẳng về phía Tiêu Chính Văn, vào khoảnh khắc tính mạng của Dạ Ma Thiên đang ngàn cân treo sợi tóc, hắn đã giúp Dạ Ma Thiên chặn lại cú đấm này của Tiêu Chính Văn. Giác, đấm và kiếm va chạm tại một chỗ, trên bầu trời phát ra tiếng vang lớn như là sấm sét. Một luồng ánh sáng màu vàng tản ra, hư không xung quanh thậm chí vì chẳng thể chịu đựng nổi sức mạnh khủng bố này mà trở nên méo mó. Một giây sau, vô số ánh hào quang không ngừng quy tụ về phía giữa,
Mã Vương gia đang giao đấu với Tử Hoàn cũng liếc nhìn về phía này. Ngay sau đó giơ một tay lên, kéo dẫn sức mạnh dữ dội điên cuồng vô hạn kia về phía khu nhà họ Khổng. Rắc rắc rắc, điện từ mà mắt thường có thể nhìn thấy phát nổ bên trong khu nhà họ Khổng. Phạm vi mấy trăm dặm lập tức hóa thành địa ngục nhân gian, nhiệt độ lên tới cả mấy trăm nghìn độ, ngay cả đá trên mặt đất cũng đều hóa thành thể lỏng. Từ trên bầu trời nhìn xuống, bên trong khu nhà họ Khổng có tới hàng chục nghìn người bị khí hóa chỉ trong nháy mắt. Tải app Nola để đọc full và miễn phí nhé. Nhìn thấy cảnh tượng này, ngay cả Thiên Tuyệt cũng cảm thấy bất ngờ. Mồ hôi lạnh ướt đẫm phía sau lưng hắn. Cùng lúc này, Dã Ma Thiên vừa mới thoát chết lại rơi vào trận chiến đấu gian khổ thêm lần nữa. Vô số quyền ảnh xen lẫn với con dao quân đội năm cạnh, lao về phía Dã Ma Thiên giống như màn mưa. Dã Ma Thiên cũng sử dụng giải thuật toàn thân, vô số kiếm ảnh đan xen cùng với quyền ấn giữa không trung, thi thoảng còn phát ra âm thanh kim loại va vào nhau. Chỉ trong nháy mắt, đôi bên đã giao đấu hơn 10.000 chiêu. Cho dù Dã Ma Thiên có tư chất hơn người, thế nhưng đối diện với thế tiến công mạnh mẽ như vậy thì vẫn có phần ứng phó không xuể. Với thiên phú của gã, nếu như ở vùng ngoài lãnh thổ thì tuyệt đối có thể xưng là thiên tài tuyệt thế, thậm chí bốn cậu chủ lớn của chiến quốc cũng chẳng thể so bì. Chỉ dựa vào điểm này đã có thể nói lên tiềm lực của chư thiên thần giới khủng bố tới độ nào. Phải biết rằng Dã Ma Thiên không phải là kẻ xuất chúng nhất trong lớp thanh niên của chư thiên thần giới, cách biệt giữa gã và Thiên Tuyệt rõ ràng giống như trời và đất. Chương 5085 10 Dã Ma Thiên cũng chưa chắc đã là đối thủ của Thiên Tuyệt. Thế nhưng người giống như vậy mà muốn đánh bại bốn cậu chủ lớn của chiến quốc thì chẳng qua cũng chỉ là việc trong chốc lát mà thôi. Chả trách hàng chục triệu năm nay, dù là mấy người Bạch Khởi hay Đế Tuấn vẫn luôn chưa thể đánh lui được triệt để chư thiên thần giới. Vô số quyền ảnh xuất hiện dày đặc, ngay cả mặt trời cũng bị quyền ảnh che lấp, gần như chỉ trong nháy mắt, thế tiến công của đôi bên đã tiến vào giai đoạn kịch liệt. Trần Phong nhìn mà đờ đẫn, nào còn dám ra tay nữa. Dã Ma Thiên lúc này tim đập chân run, thực lực của đối phương rõ ràng đang lấn át bản thân, hơn nữa chiến lực của Tiêu Chính Văn cũng đã vượt xa phạm vi nhận biết của gã rồi. Với thực lực và tốc độ tiến bộ của Tiêu Chính Văn thì không đơn giản chỉ cần dùng hai chữ thiên tài là có thể hình dung được. Trận quyết chiến của hai người bọn họ ảnh hưởng tới trạng thái của cả chiến trường, trên không trung không ngừng truyền tới những tiếng vang khủng khiếp, thậm chí không ít cường giả của chư thiên thần giới đều chấn động tới độ ra đầu phát tê. Phụt, một cường giả thiên cảnh của chư thiên thần giới bị âm thanh khủng khiếp kia hóa thành bụi máu. Trong nháy mắt, vô số người đồng loạt hóa thành bụi máu và tản ra khắp đất trời. Khi quyền ảnh của Tiêu Chính Văn càng lúc càng nhanh và dày đặc, Dã Ma Thiên thậm chí còn chẳng kịp để chống đỡ. Trong nháy mắt, vô số quyền ảnh đánh tới, Dã Ma Thiên không khỏi kinh hoàng. Trận đại chiến ở cấp độ này e rằng chỉ cần sơ suất chút thôi thì sẽ phải trả giá bằng cả tính mạng. Cứu tôi, Dã Ma Thiên lớn tiếng cầu cứu giống như phát điên. Thế nhưng không để cho hai người Trần Phong và Thiên Tuyệt kịp ra tay chi viện, một quyền ảnh đã xuyên thẳng qua cơ thể gã từ phía trước ngực. Phập 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 phập, nháy mắt đã có vô số quyền ảnh xuyên qua cơ thể của gã. Dã Ma Thiên lập tức mất đi năng lực đối kháng, để mặc cho quyền ảnh của Tiêu Chính Văn xuyên qua cơ thể, mà cơ thể của gã cũng nhanh chóng nứt toác ra với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Mãi tới lúc này, Dã Ma Thiên mới hiểu Tiêu Chính Văn căn bản không phải là nhân vật mà gã có thể địch lại được. Cho dù có 10 Dã Ma Thiên cùng hợp lực thì cũng chưa chắc đã là đối thủ của Tiêu Chính Văn. Trong đầu gã chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là tháo chạy. Phụt, mãi tới khoảnh khắc thân xác của Dã Ma Thiên hoàn toàn nát bươm, một tia thần hồn bay thẳng ra bên ngoài cơ thể và tháo chạy về phía Chư Thiên Thần Điện. Thấy Dã Ma Thiên bị Tiêu Chính Văn đánh nát bươm cả thân xác, trên trán Thiên Tuyệt cũng đầm đìa mồ hôi lạnh. Mặc dù Dã Ma Thiên không thể sánh ngang với hắn, thế nhưng thực lực cũng chẳng thể coi thường. Chương 5086 thế nhưng ngay tới một phút cũng chẳng thể chống đỡ nổi, bị Tiêu Chính Văn đánh bầm dập cả thân xác, tên Tiêu Chính Văn này rốt cuộc đã mạnh tới mức độ nào đây? Trần Phong lại không hề có sự giác ngộ giống như Thiên Tuyệt, thấy Dã Ma Thiên bị đánh nát thân xác thì đột nhiên lửa giận ngút trời, giơ kiếm lao về phía Tiêu Chính Văn. Thấy Trần Phong chủ động ra tay, Thiên Tuyệt thẳng thừng mặc kệ Trần Phong, tận dụng cơ hội quay người tháo chạy về phía Chư Thiên Thần Điện. Trần Phong đã lao đi được nửa đường liếc mắt qua nhìn, thấy Thiên Tuyệt đột nhiên tháo chạy thì không khỏi ngẩn ra. Thiên Tuyệt lại chẳng buồn phí lời với Trần Phong,
Trần Phong không biết tốt xấu, hắn thì không ngu như Trần Phong. Vừa khéo Trần Phong ở lại ngăn cản cho hắn được một lúc, đợi Tiêu Chính Văn giải quyết xong Trần Phong thì hắn đã trở về Chư Thiên Thần Điện bình an vô sự rồi. Nhìn thấy Thiên Tuyệt đã tháo chạy không thấy tăm hơi, Trần Phong thầm chửi rủa trong lòng, đồng thời vẫn chém ra một nhát kiếm kinh thiên động địa. Thế nhưng Tiêu Chính Văn chỉ khẽ né người đã tránh được nhát kiếm kinh thiên này của hắn, cơ thể mạnh mẽ lao ra trước, chỉ trong nháy mắt đã đi tới phía trước người Trần Phong. Thần hồn của Tiêu Chính Văn đã sở hữu thực lực chuẩn thánh, chẳng qua chỉ là thân xác của anh không thể chứa đựng nổi sức mạnh này mà thôi, điều này không nói lên rằng Tiêu Chính Văn không thể phát huy ra được chiến lực chuẩn thánh. Chỉ thấy Tiêu Chính Văn giơ ngón tay ra khẽ búng một cái lên trên thanh kiếm dài của Trần Phong, một âm thanh nghe rất rõ truyền tới, ngay sau đó, thanh kiếm dài đó bắt đầu nát vụn. Keng, một giây sau, khi Trần Phong lại nhìn về phía thanh kiếm dài trong tay mình thì chỉ có một nửa thân kiếm còn nằm trong lòng bàn tay. Sao, phập, không để cho Trần Phong kịp thốt ra hoài nghi trong lòng, nửa phần thân kiếm còn lại đã cắm thẳng vào lồng ngực hắn. Soạt, thân kiếm màu trắng bạc đâm xuyên qua cơ thể, Trần Phong kinh ngạc nhìn vết thương cực lớn phía trước ngực mình, đờ đẫn đứng nguyên tại chỗ. Ngay sau đó, Tiêu Chính Văn tung ra một cú đấm, đánh cho Trần Phong từ trên hư không rớt xuống đất. Khi cái xác của hắn nặng nề rơi xuống mặt đất, khiến cho mặt đất dâng lên một tầng khói bụi, tất cả mọi người đều ngẩn ra. Hắn chính là thiên tài của Chư Thiên Thần Giới sao? Khả năng đánh lộn trả ra sao mà chạy thì lại nhanh quá, Tiêu Chính Văn quay đầu liếc nhìn Thiên Tuyệt đã tháo chạy ra khỏi thành thiên khu. Lúc này, xung quanh lặng ngắt như tờ. Hắn là thiên tài tới từ Chư Thiên Thần Giới, vậy mà lại bị Tiêu Chính Văn dọa sợ, chỉ còn biết tháo chạy mà thôi. Chương 5087 nhìn thấy cảnh tượng này, đám người ở vùng ngoài lãnh thổ đâu còn sót lại chút ý định chiến đấu gì nữa. Gần như xuất phát từ bản năng, tất cả mọi người lúc này đều chỉ có một suy nghĩ mau chóng chạy ra khỏi thành thiên khu. Thật ra bọn họ đâu có gan giao đấu với Tiêu Chính Văn. Chẳng qua chỉ là cho rằng 10 người thiên tài tới từ Chư Thiên Thần Giới ai ai cũng có 102, có thể trở thành chỗ dựa của bọn họ mà thôi. Thế nhưng hiện giờ, ngay cả chỗ dựa của bọn họ cũng tháo chạy rồi, bọn họ nào còn dám có ý định chiến đấu nữa. Còn đánh tiếp thì Trần Phong sẽ chính là vết xe đổ của bọn họ. Tiêu Chính Văn cũng không truy sát Thiên Tuyệt mà đưa ánh mắt nhìn về phía Mã Vương gia. Lúc này, Mã Vương gia bừng bừng hỏa chiến, mái tóc dài tung bay trong gió. Thanh kiếm dài trong tay lóe ra vô vàn tia sáng sắc lạnh, đang liều mạng chiến đấu với Tử Hoàn. Hai người bọn họ đều là cao thủ ở cảnh giới chuẩn thánh, mặc dù Mã Vương gia gặp phải một số sự kìm hãm, thế nhưng chiến lực vẫn khủng bố như cũ. Dẫu sao bản thân Mã Vương gia cũng là nhân vật lớn tới từ thời kỳ thượng cổ, hơn nữa còn từng giết vào âm phủ mấy lần, đối diện với trận đại chiến ở cấp độ này thì kinh nghiệm cũng cực kỳ phong phú. So với Mã Vương gia, Tử Hoàn cũng không hề yếu thế hơn chút nào. Một cuộn trúc cổ được ông ta mở ra giữa không trung, ánh hào quang vô hạn chiếu xuống giống như thánh nhân giáng trần. Tới được cảnh giới chuẩn thánh, năng lực nhận biết đã vượt xa so với người bình thường, dù chỉ là gió thổi cỏ lay thì cũng không qua nổi mắt của bọn họ. Vào khoảnh khắc Tiêu Chính Văn giết chết Trần Phong, ép lui Thiên Tuyệt, trong lòng Mã Vương gia không khỏi kinh ngạc. Ngay cả ông ta cũng chẳng thể ngờ Tiêu Chính Văn lại một thân một mình đánh cho ba người Dạ Ma Thiên thua thảm hại. Phải biết rằng, cho dù là Dạ Ma Thiên, Trần Phong hay là Thiên Tuyệt thì đều là sự tồn tại có 102 trong đám người. Ba người bọn họ liên thủ, ngay cả Mã Vương gia muốn đánh bại ba người họ trong vòng vài chiêu cũng gần như là chuyện không thể. Thế nhưng Tiêu Chính Văn lại làm được. Vậy nên, trong lòng Mã Vương gia không khỏi thầm nể sợ Tiêu Chính Văn vài phần. Trước đây ông ta vì thân phận và địa vị của Tiêu Chính Văn trong âm phủ nên mới không dám khinh suất ở trước mặt Tiêu Chính Văn, mà hiện tại thì lại là vì thực lực của Tiêu Chính Văn. Cảm giác cậu thanh niên này cho ông ta còn khủng khiếp hơn cả Bạch Khởi khi xưa. Cho dù là Bạch Khởi của năm đó, ở vào độ tuổi như Tiêu Chính Văn cũng chưa có được thành tựu như vậy. Thế nhưng khác với Bạch Khởi là cho dù Tiêu Chính Văn chỉ có một thân một mình đứng ở đó thì cũng giống như người thống trị đất trời một phương vậy. Thấy Tiêu Chính Văn tiến ra trước và đi về phía mình, trên mặt Khổng Hằng lập tức lóe lên vẻ hiểm ác. Nói thật lòng thì hôm nay Tiêu Chính Văn có thể đánh bại ba người Dạ Ma Thiên chỉ trong khoảnh khắc quả thực có thể gọi là thiên tài tuyệt thế xưa nay hiếm có.
Chương 5088 vốn dĩ là ông trùm một phương ở vùng ngoài lãnh thổ thì Tử Hoàn nên cảm thấy vui mới đúng. Thế nhưng từ 1000 năm trước, nhà họ Khổng đã phản bội lại vùng ngoài lãnh thổ, trở thành tay sai của chư thiên thần giới. Cả vùng ngoài lãnh thổ đều là kẻ thù không đội trời chung của nhà họ Khổng. Vậy nên Tiêu Chính Văn càng có biểu hiện xuất chúng thì Tử Hoàn lại càng không thể dễ dàng bỏ qua cho Tiêu Chính Văn. Kiểu người giống như Tiêu Chính Văn, nếu như hôm nay không giết thì sau này chắc chắn sẽ trở thành mối họa lớn của nhà họ Khổng. Cũng được, nếu như tôi và cậu đã trở thành kẻ thù không đội trời chung, vậy thì hôm nay bản tôn đành làm kẻ ác một lần vậy, Tử Hoàn nói, khí tức đột nhiên biến đổi. Hôm nay, Tử Hoàn đã hạ quyết tâm phải giết Tiêu Chính Văn tại đây. Nếu không cả nhà họ Khổng sẽ bị Tiêu Chính Văn hủy diệt trong tương lai. Bùm, Tử Hoàn phất tay. Một sức mạnh vô hình giữa trời đất hội tụ về phía tay ông ta, sức mạnh đó mạnh như sức mạnh của trời. Tất cả mọi người đều như bị rút đi sức mạnh, sững sờ trong chốc lát. Đây là điều đáng sợ của cảnh giới chuẩn thánh. Không chỉ có thể tùy ý sử dụng sức mạnh trời đất, mà còn có thể sử dụng sức mạnh của người khác. Thấy Tử Hoàn nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ đằng đằng sát khí, Mã Vương gia chế nhạo, đấu với tôi mà còn dám để ý đến người khác. Ông coi tôi là không khí chắc, bỗng chốc, râu tóc của Mã Vương gia tung bay, một luồng khí thế mạnh mẽ phía sau tỏa ra. Giờ phút này, ngay cả trời đất cũng biến sắc, đó là sự hỗn độn khi bắt đầu có trời đất, cũng là sức mạnh của cực âm trong tám cực trong thế gian. Một tia sáng huyền bí phóng về phía Tử Hoàn như thiên vũ một phương. Chấn, Tử Hoàn cũng không dám khinh thường, phóng cuộn trúc cổ trong tay ra, cuộn trúc khổng lồ chậm rãi thi triển trên bầu trời. Một luồng sức mạnh thánh khiết từ thời xa xưa chấp áp xuống. Mã Vương gia thấy vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, bởi vì trong đòn tấn công này đem theo sức mạnh cổ xưa, chứng tỏ cuộn trúc cổ này hoàn toàn khác so với những thứ ông ta từng thấy trước đây. Ngay cả ông ta cũng phải kinh sợ sức mạnh này. Vốn dĩ ông ta còn muốn đỡ đòn này cho Tiêu Chính Văn, nhưng lúc này lại không thể. Đại đế, Mã Vương gia hét lớn. Định nhắc nhở Tiêu Chính Văn không được cố đỡ đòn tấn công này của Tử Hoàn. Nhưng ông ta vẫn chậm một bước, Tiêu Chính Văn đã chém một kiếm, kiếm khí mạnh mẽ rung chuyển thiên vũ. Nhưng dù sao đây cũng là đòn tấn công toàn lực của cường giả cảnh giới chuẩn thánh, sức mạnh đáng sợ đó như thiên hà trút xuống, không gì sánh bằng. Chương 5089 chưa nói đến việc Tiêu Chính Văn vừa phải là chuẩn thánh thật sự. Cho dù anh là cao thủ chuẩn thánh cấp 1 thì cũng không thể đỡ nổi đòn đáng sợ này. Sự khác biệt lớn nhất giữa thánh nhân và người bình thường là thánh nhân có thể tùy ý sử dụng sức mạnh trong vũ trụ, còn người bình thường chỉ có thể điều động từ trường mà thôi. Vì vậy, hai sức mạnh này không cùng một đẳng cấp. Điều này giống như 100 cân bông so với 100 cân thép, đều là 100 cân, nhưng kết quả của việc đánh người bằng 100 cân bông và 100 cân thép là hoàn toàn khác nhau. Thánh nhân chính là thép, còn người bình thường là bông. Nếu Tiêu Chính Văn đỡ đòn này, cơ thể anh có thể bị phá hủy, thậm chí thần hồn của anh cũng sẽ bị tiêu tan. Nhưng Tiêu Chính Văn không hề sợ hãi, đạo cảnh của anh đã vượt qua cảnh giới chuẩn thánh từ lâu rồi, vì vậy anh có đủ tự tin để tiếp đòn của Tử Hoàn. Bùm, kiếm khí va chạm với đòn tấn công của Tử Hoàn, nhưng điều khiến Mã Vương gia không thể tin nổi là Tử Hoàn lại bị kiếm khí của Tiêu Chính Văn đẩy lùi lại vài bước. Trong kiếm khí đó không chỉ mang theo khí vận đế vương mà còn ẩn chứa sức mạnh thánh nhân. Nhưng Tiêu Chính Văn cũng cảm thấy không thoải mái, cánh tay cầm kiếm có cảm giác tê dại, kiếm tần vương suýt chút nữa văng ra khỏi tay. Mã Vương gia ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt, trên trán lấm tấm mồ hôi. Lẽ nào đây mới là lực chiến thật sự của Tiêu Chính Văn? Nói cách khác, ngày đó ở âm phủ, Tiêu Chính Văn có năng lực đấu với ông ta. Không. Tiêu Chính Văn có thể giết ông ta mới đúng. Mã Vương gia chết lặng, thứ mà Tiêu Chính Văn sử dụng lúc đó là cơ thể của Hạo Thiên, lại còn ở âm phủ, đương nhiên phải mạnh hơn cơ thể hiện giờ của Tiêu Chính Văn vài lần. Nếu tính theo lực chiến bây giờ của Tiêu Chính Văn, Mã Vương gia tin chắc rằng nếu lúc đó ông ta đấu với Tiêu Chính Văn thì chắc chắn ông ta không phải là đối thủ của Tiêu Chính Văn. Thật ra, Tiêu Chính Văn không hề hài lòng với hiệu quả của đòn này, dường như cho đến bây giờ. Bản thể của anh vẫn chưa thể dung hợp với cảnh giới thần hồn. Nếu không, lần này, anh có thể phản lại đòn tấn công của Tử Hoàn. Nhưng trong mắt Tử Hoàn,
Tiêu Chính Văn đã đủ thu hút sự chú ý của ông ta. Một tiểu bối thiên cảnh cấp 7 lại có thể đỡ đòn của ông ta, thậm chí còn khiến ông ta lùi vài bước, điều này thật khiến người ta kinh ngạc. Xem ra tôi đã đánh giá thấp cậu rồi. Không ngờ cậu lại có thể đỡ đòn của Chuẩn Thánh. Tử Hoàn nheo mắt, cẩn thận đánh giá Tiêu Chính Văn. Chuẩn Thánh thì tài giỏi lắm sao? Tiêu Chính Văn chế nhạo. Thằng nhãi, cậu thật khiến tôi bất ngờ. Nhưng cậu càng mạnh thì tôi càng phải giết cậu. Chương 5090 Tử Hoàn biết rõ Tiêu Chính Văn còn chưa đến 30 tuổi, nếu cho Tiêu Chính Văn thêm chút thời gian nữa thì có khả năng sẽ đạt đến cảnh giới thánh nhân. Cả nhà họ Khổng chưa từng xuất hiện thánh nhân nào, nếu Tiêu Chính Văn đạt được điều đó trước thì nhà họ Khổng còn đường sống sót sao? Điều đáng hận nhất là Tiêu Chính Văn biết rất rõ lịch sử của nhà họ Khổng, đây cũng là một trong những lý do khiến Tử Hoàn phải giết Tiêu Chính Văn. Một Bạch Khởi đã đủ để khiến nhà họ Khổng đau đầu rồi, nếu có thêm một Tiêu Chính Văn nữa, nhà họ Khổng rất khó tiến lên trong tương lai. Hơn nữa, Tử Hoàn biết rõ suốt chặng đường qua, Tiêu Chính Văn luôn chống lại tất cả, điều này chứng tỏ có vấn đề. Một người bình thường sao có đi đến ngày hôm nay với khí thế mạnh mẽ như vậy? Nói không chừng phía sau Tiêu Chính Văn còn có một thế lực thần bí nào đó. Ông ta không tin Tiêu Chính Văn không có chỗ dựa nào. Xẹt, nghĩ đến đây, Tử Hoàn vươn tay ra trong hư không, một dải ngân hà bị nằm trong tay ông ta. Đó là một dải ngân hà thật sự. Chỉ là lúc ông ta nắm trong lòng bàn tay, đã bị thu nhỏ lại vô số lần. Nhưng uy lực động trời không hề giảm đi chút nào. Vù, Tử Hoàn vung tay, dải ngân hà phiên bản thu nhỏ quét qua như một cây roi dài. Thấy vậy, Mã Vương ra vội vàng chắn trước mặt Tiêu Chính Văn. Dù thế nào cũng không thể để Tiêu Chính Văn xảy ra bất cứ chuyện gì, nếu không, một khi Tiêu Chính Văn chết, thì ông ta cũng sẽ chết. Nếu Tiêu Chính Văn bị Tử Hoàn giết chết, thì Phù Kiên cũng sẽ không bỏ qua cho ông ta. Đến lúc đó, ông ta sẽ trở thành mục tiêu truy sát của âm phủ, cho dù ông ta lên trời xuống đất thì cũng không thể thoát khỏi kiếp nạn này. Mã Vương ra giang tay, diễn hóa ra vạn trượng tinh hà, tiếp đòn nặng nề của Tử Hoàn. Sao ông phải khổ vậy chứ? Ông đường đường là Mã Vương gia, vậy mà lại quy phục trước một tên nhãi. Tử Hoàn tức giận quát lớn. Hừ, mặc kệ ông có ý định gì, muốn giết U Minh Đại Đế thì phải bước qua xác tôi trước. Mã Vương gia lạnh lùng nói. Sớm muộn gì chư thiên thần giới cũng sẽ phá vỡ kết giới vũ trụ, đây là thế cục mà chúng ta không thể ngăn cản nổi. Lẽ nào ông không thấy sao? Tử Hoàn cố gắng thuyết phục Mã Vương gia. Thế cục cái quái gì chứ? Các người chỉ là kẻ tham sống sợ chết mà thôi. Mã Vương gia châm chọc nói. Chắc ông cũng đã thấy toàn bộ vùng ngoài lãnh thổ đều đã quy phục trước chư thiên thần giới, không có sự trợ giúp của chư thiên thần giới, sao bọn họ có thể đột phá nhanh như vậy? Phá vỡ ngàn năm xiềng xích. Chương 5091 ông đang nghịch thiên đấy. Tử Hoàn tức giận quát lớn. Có Mã Vương gia cản đường, ông ta không thể đả thương Tiêu Chính Văn. Huống chi là giết Tiêu Chính Văn. Thật sao, vậy thì tôi muốn xem các người thuận thiên ứng nhân là thế nào. Vừa dứt lời, Tiêu Chính Văn đã đưa tay lên, ném một viên đá tam sinh tam thế về phía nhà chính của nhà họ Khổng. To gan, con người của Tử Hoàn đỏ ngầu, đó là đá tam sinh tam thế, ngay cả chư thiên thần giới cũng không thể chống lại nó, chỉ cần viên đá này rơi xuống thì toàn bộ nhà họ Khổng sẽ bị hủy diệt. Với thực lực của mình, ông ta hoàn toàn có thể ngăn cản đá tam sinh tam thế, nhưng Mã Vương gia đang chắn trước mặt ông ta, khiến ông ta không thể tiến lên nửa bước. Uy lực của đá này vô cùng mạnh mẽ, người nhà họ Khổng không thể chống lại nổi. Trong nháy mắt, viên đá tam sinh tam thế đã bay đến trên không nhà họ Khổng. Lúc này, mọi người ở vùng ngoài lãnh thổ và giới thế tục đều nhìn viên đá Tiêu Chính Văn ném ra với vẻ mặt khó tin. Viên đá nhỏ đó có thể gây tổn thất gì cho nhà họ Khổng? Hơn nữa, nhà họ Khổng còn có Tử Cống bảo vệ, một viên đá nhỏ của Tiêu Chính Văn có thể làm gì? Nhưng trong giây tiếp theo, viên đá nhỏ vốn chỉ to bằng quả táo tàu kia lại lớn lên khi gặp gió, vừa rơi xuống vài trăm mét, nó đã to như một ngọn núi. Lúc này, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt. Không hay rồi, Tử Cống ngẩng đầu, nhìn đá tam sinh tam thế trên bầu trời. Trong lòng dâng lên cảm giác chết chóc chưa từng có. Khi đá tam sinh tam thế rơi xuống, một cảnh tượng kỳ lạ đã xảy ra.
chỉ thấy móng nhà họ Khổng phát ra tiếng ầm ầm, sau đó khu nhà của nhà họ Khổng bao phủ cả ngàn dặm nứt ra khỏi mặt đất. Còn đá tam sinh tam thế treo lơ lửng trên không trung giống như một cục nam châm khổng lồ, hút sạch khu nhà của nhà họ Khổng. Nhìn thấy cảnh tượng này, ngay cả Ngụy Vinh Kỳ cũng ngây người. Chẳng lẽ Tiêu Chính Văn định dùng khu nhà họ Khổng, Mã Vương gia và Tử Hoàn cũng ngây người nhìn về phía khu nhà họ Khổng, không hiểu Tiêu Chính Văn định làm gì. Lên, Tiêu Chính Văn vừa dứt lời, khu nhà họ Khổng bay lên cùng đá tam sinh tam thế, bay về phía Tiêu Chính Văn. Xuống, Tiêu Chính Văn đưa một tay ra, đá tam sinh tam thế quay lại lòng bàn tay của Tiêu Chính Văn, một giây sau, chỉ thấy Tiêu Chính Văn đỡ khu nhà họ Khổng, đi về phía chư thiên thần giới. Cho đến bây giờ, mọi người đều đã hiểu ý định của Tiêu Chính Văn, anh muốn sử dụng khu nhà họ Khổng để lấp các vết nứt trên kết giới vũ trụ. Hồng Ấn, mau ngăn cậu ta lại, Tử Hoàn hét lớn. Chương 5092 nhưng lúc này trong chư thiên thần điện. Hồng Ấn đang nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính Văn với đôi mắt rực lửa. Không phải ông ta không muốn cứu, mà là ông ta không dám rời khỏi chư thiên thần giới. Mấy chục triệu âm binh đã bầy vây nơi này, chỉ cần ông ta rời khỏi đây nửa bước thì sẽ bị âm binh xé thành trăm mảnh. Tiêu Chính Văn, cậu dám, tôi có gì không dám chứ? Tôi muốn xem thử nhà họ Khổng có thể trấn giữ kết giới vũ trụ này không? Nói xong. Tiêu Chính Văn đã đi tới trên không chư thiên thần điện. Tiêu Chính Văn, hai mắt Hồng Ấn đầy tơ máu nhìn Tiêu Chính Văn đã đến trên bầu trời chư thiên thần giới. Lúc này xung quanh có vô số âm binh, 10 thiên tài của chư thiên thần giới cũng không dám mạo hiểm. Thế nên đám người Hồng Ấn không thể ngăn được những gì Tiêu Chính Văn làm. Chẳng phải nhà họ Khổng các người muốn làm tay sai cho chư thiên thần giới sao? Vậy được, tôi sẽ cho các người được toại nguyện. Vừa dứt lời, Tiêu Chính Văn đã ném nhà của nhà họ Khổng về phía chư thiên thần giới. Chư thiên thần giới và ngôi nhà của nhà họ Khổng va chạm vào nhau, thoáng chốc đất cát bay đầy trời. Chư thiên thần giới tỏa sáng nhưng cuối cùng kết giới phòng vệ vẫn bị ngôi nhà của nhà họ Khổng đụng vỡ, cuối cùng ngôi nhà đó va chạm vào chư thiên thần điện. Tiêu Chính Văn, Tử Hoàn tức giận quát. Nhưng cho dù ông ta nổi giận thế nào cũng không có tác dụng. Ngôi nhà của nhà họ Khổng đã rơi trên chư thiên thần điện, thoáng chốc núi sụp đất lở, đất đá bay tứ tung. Cho dù chư thiên thần điện hay ngôi nhà của nhà họ Khổng cũng đều có trận pháp phòng vệ thời cổ đại, nhưng hai loại trận pháp va chạm vào nhau, cộng thêm hai mảnh đại lục va chạm cùng tấn công, thì quả thật là đại nạn có tính hủy diệt. Mặt đất dưới chân rung chuyển dữ dội, đám người Hồng Ấn đều hết sức kinh ngạc. Nếu chư thiên thần điện bị sụp xuống, ngay cả những người trốn trong chư thiên thần điện cũng đừng hòng sống sót. Nhưng không để họ hoàn hồn, Tiêu Chính Văn đã giơ tay lên kéo ngôi nhà của nhà họ Khổng về lại giữa không trung, như thể anh định khiến nó đâm sầm vào chư thiên thần điện lần nữa. Tiêu Chính Văn, cậu còn không mau dừng tay, nếu còn đâm vào lần nữa thì cả vùng ngoài lãnh thổ cũng bị ảnh hưởng, thậm chí là bị hủy diệt, Tử Hoàn tức giận gào với Tiêu Chính Văn. Hủy diệt. Dù cả vùng ngoài lãnh thổ bị san bằng thì có liên quan gì đến tôi? Vừa dứt lời Tiêu Chính Văn đã ra tay. Chương 5093 bỗng chốc trời đất như sụp xuống, rất nhiều đỉnh núi ở vùng ngoài lãnh thổ đều bị dư chấn nghiền nát, mặt đất xuất hiện rất nhiều khe hở sâu không thấy đáy. Thấy thế các thế lực vùng ngoài lãnh thổ đều hoảng sợ. Không đợi họ hoàn hồn, ngôi nhà của nhà họ Khổng lại lần thứ ba đâm sầm vào trên chư thiên thần điện. Hơn nữa lần này chư thiên thần điện bị đánh bay về bên ngoài kết giới vũ trụ, mà vết nứt trên kết giới vũ trụ kia cũng bị ngôi nhà của nhà họ Khổng chặn lại. Cùng lúc đó, đại quân hàng triệu người đánh vào vùng ngoài lãnh thổ của chư thiên thần giới cũng bị vô số âm binh ở âm phủ giết sạch. Mặc dù vết nứt của kết giới vũ trụ sẽ dần rộng ra theo thời gian, cuối cùng vẫn sẽ bị vỡ hoàn toàn nhưng ít nhất tạm thời chư thiên thần giới đã bị đuổi về vũ trụ. Cảnh tượng này đã khiến cả thế giới lay chuyển. Ai cũng không thể ngờ Tiêu Chính Văn lại đuổi người chư thiên thần giới ra khỏi vùng ngoài lãnh thổ thật, còn dùng cách bá đạo như thế để khiến các cao thủ chư thiên thần giới phải chịu tổn thất lớn. Từ xưa đến nay, Tiêu Chính Văn là người đàn ông duy nhất có thể đánh bại được chư thiên thần giới ngoài thần vương Đế Tuấn. Bây giờ các người còn muốn gia nhập vào chư thiên thần điện không? Tôi có thể tiễn các người một đoạn. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn các thế lực vùng ngoài lãnh thổ.
Lúc này cả vùng ngoài lãnh thổ đều tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi, ngay cả nhà họ Khổng và vài hoàng tộc đều khiếp sợ không dám thở mạnh. Tiêu Chính Văn đã không đơn giản là bá đạo nữa, có ai ngờ được Tiêu Chính Văn sẽ kết thúc trận chiến này bằng cách này đâu. Đó là ngôi nhà của nhà họ Khổng đấy, lại bị Tiêu Chính Văn lấy đi lấp vào khe hở của kết giới vũ trụ. Lúc này nhà họ Khổng đã không còn bất kỳ lựa chọn nào nữa, đồng thời cũng giống như nhổ bỏ toàn bộ miếu viện của nhà họ Khổng. Ngay cả nhà họ Khổng còn bị như vậy, thì những thế lực khác nào dám gây thù với Tiêu Chính Văn? Ngay cả Tử Hoàn ở cảnh giới chuẩn thánh cũng bó tay hết cách với Tiêu Chính Văn thì ai có thể ngăn được bước chân của Tiêu Chính Văn? Bây giờ điều họ lo lắng nhất là bị Tiêu Chính Văn nhắm đến, trở thành mục tiêu tiếp theo của Tiêu Chính Văn, tạm thời chưa nói đến những cái khác, nếu nhà tổ bị nhổ tận gốc thì bảo mấy người họ sẽ ở đâu. Nhất là một câu có thể tiễn họ đi một chuyến, càng khiến mấy người này chạnh lòng. Tiêu Chính Văn chưa từng nuốt lời bất kỳ điều gì, nếu ném họ đến vùng ngoài vũ trụ thật, họ không dám tưởng tượng đến hậu quả. Cậu Tiêu, chư thiên thần giới dám xâm phạm vùng ngoài lãnh thổ, bọn tôi nhất định không cùng chiến tuyến với chúng. Các vị, tôi nghĩ chúng ta nên chiến đấu đến cùng, để chư thiên thần giới không dám có ý nghĩ nào với chúng ta nữa. Kiếm sĩ Hoàng Kim trước đó còn chế giễu Tiêu Chính Văn lại chủ động bước ra. Sở dĩ ông ta đột nhiên thay đổi lập trường cũng là vì lo lắng Thánh Giáo Đình sẽ mất đi mảnh đất chiếm cứ cuối cùng ở vùng ngoài lãnh thổ. Chương 5.9914 Một khi bị Tiêu Chính Văn nhổ cỏ tận cùng địa bàn của Thánh Giáo Đình rồi ném vào chỗ khuyết đó, thế chẳng phải bảo họ trở thành người dân lưu lạc ở vùng ngoài lãnh thổ sao? Đại diện gia tộc Zisis ở bên cạnh cũng lập tức hoàn hồn, vội vàng đứng thẳng người nói, gia tộc Zisis tuyệt đối không tha cho kẻ thù xâm phạm vào vùng ngoài lãnh thổ. Tôi đại diện cho cả gia tộc Zisis chính thức tuyên chiến với chư thiên thần giới. Đúng thế. Kẻ nào dám ích kỷ quay về thế tục thì là kẻ thù của thiên vương các. Thế tục là mảnh đất cuối cùng, tuyệt đối không thể cho bất kỳ ai khinh nhờn. Ngay cả đại diện của thiên vương các cũng đã lên tiếng. Bên Vi Hào cùng cam chịu, tỏ ý qua 10.000 năm nữa Vi Hào cũng sẽ không về thế tục. Trong đám người chỉ có mấy gia tộc cổ đến từ Mỹ Lục tràn đầy nỗi căm hận nhìn Tiêu Chính Văn nói, Tiêu Chính Văn, cậu bớt giở trò với bọn tôi đi. Cậu có thể xóa sạch cứ điểm ở ngoài lãnh thổ của bọn tôi không tin cậu dám ra tay với thế tục. Ồ, ông không tin, vậy được, dù sao thế tục đã quá đông đúc, tôi không ngại xóa sổ luôn cả đại lục Bắc Mỹ ra khỏi địa cầu. Vừa dứt lời, ánh mắt Tiêu Chính Văn toát ra sát khí ngút trời. Chỉ thấy Tiêu Chính Văn giơ tay lên chỉ về hướng thế tục, trong thế tục vang lên âm thanh kinh thiên động địa. Chỉ thấy vô số cơn mưa lửa rơi xuống. Không thương tiếc rơi xuống Mỹ Lục. Cậu Tiêu, nơi đó dù sao cũng là Mỹ Lục, không cần thiết phải xóa sổ hàng trăm triệu người khỏi địa cầu. Đúng thế, mặc dù Mỹ Lục trước giờ đều xâm lăng các nước trên thế giới bằng các thủ đoạn, nhưng thấy thiên hỏa rơi xuống Mỹ Lục thì vẫn có không ít người Hoa Quốc cảm thấy thương cảm. Hừ, chúng không đáng được thương cảm, các người vẫn nhớ Mỹ Lục năm lần bảy lượt có ý đồ phân chia Hoa Quốc. Thậm chí còn khuyến khích các nước xung quanh xem Hoa Quốc là kẻ thù. Đúng thế, chúng ta có biết bao anh em đồng bào đều chết trong biển lửa chiến tranh, mà kẻ đầu sỏ của mọi việc là Mỹ Lục. Bỗng chốc người dân khắp nơi của Hoa Quốc cũng lên tiếng. Những khó khăn vất vả trước kia của Hoa Quốc đều có liên quan đến Mỹ Lục, bây giờ họ càng phải bán đứng thế tục, bán đứng Hoa Quốc. Người xưa có câu rất hay, nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với mình. Thấy Tiêu Chính Văn vẫn khí thế bá đạo, thậm chí giơ tay lên đã có thể quyết định sống chết của tất cả mọi người trên đại lục, Tử Hoàn tức đến mức run rẩy. Không phải ông ta có tình cảm không thể nói với Mỹ Lục mà là trước kia mọi chuyện như vậy đều chỉ có nhà họ Khổng làm được. Đó là một trong các đặc quyền ở ngoài lãnh thổ của nhà họ Khổng. Mỗi một mảnh đại lục, sự hưng thịnh của một đất nước chỉ có nhà họ Khổng họ mới có quyền quyết định. Còn Tiêu Chính Văn là cái thá gì? Dựa vào đâu mà thay thế địa vị của nhà họ Khổng? Chương 5.095 sở dĩ nhà họ Khổng để ông ta lại ở ngoài lãnh thổ là vì bảo vệ sự bình an của nhà họ Khổng. Nhưng kết quả thì hay rồi, ông ta không những không thể bảo vệ nhà họ Khổng, bây giờ nhà của nhà họ Khổng cũng bị Tiêu Chính Văn lấy đi lấp vào khe hở. Trận chiến hôm nay đã khiến con cháu nhà họ Khổng bị thương vong, gần như sắp mất hết truyền thừa. Tiêu Chính Văn, hôm nay tôi phải khiến cậu trả giá.
Tử Hoàn giơ tay lên vứt cuộn trúc cổ vào không trung, lao thẳng đến chỗ Tiêu Chính Văn. Nhưng cuộn trúc cổ đó còn chưa kịp rơi xuống, Mã Vương gia đã nhân lúc này ra tay với Tử Hoàn. Một luồng gió ập đến chỗ Tử Hoàn. Tử Hoàn cũng lập tức cảm nhận được sự tấn công của Mã Vương gia, vội vàng thu chiêu lại, đỡ một đòn của Mã Vương gia. Thấy cả đại lục Bắc Mỹ đều sắp chìm trong biển lửa, mấy gia tộc Mỹ lục đó cũng buông bỏ sự cao quý xuống nói, dừng tay. Bọn tôi sẵn lòng chiến đấu vì vùng ngoài lãnh thổ, không đứng cùng phía với chư thiên thần giới. Mong cậu Tiêu nương tay, nếu không Mỹ lục sẽ bị xóa sạch. Thật ra đây cũng chỉ là kế hoãn binh của họ thôi, chỉ cần Tiêu Chính Văn dừng lại, họ có làm đúng theo lời mình nói hay không thì phải dựa vào tâm trạng của họ. Hơn nữa Thánh Giáo Đình và gia tộc Jesus cũng có suy nghĩ giống vậy. Dù sao bây giờ con đường đến chư thiên thần giới cũng đã bị Tiêu Chính Văn chặn lại, những người chư thiên thần giới đánh đến vùng ngoài lãnh thổ cũng bị âm phủ giết sạch. Bây giờ họ có muốn bày tỏ cũng không có cơ hội, chỉ cần tạm thời đứng vững chỗ Tiêu Chính Văn, sau này lại tính tiếp cũng còn kịp. Nhưng bản tính của họ làm sao qua mắt được Tiêu Chính Văn? Được, đây là những lời các người nói, để tỏ lòng thành của các người, bây giờ tôi có thể cho các người một cơ hội để lập công chuộc tội. Người đâu, mở con đường dẫn đến chiến trường ngoài vũ trụ. Tiêu Chính Văn vừa ra lệnh, Sở Giang Vương đánh một trường về phía tây nam. Một luồng sáng vàng xoẹt qua bầu trời đêm, sau đó một kết giới như thời không loạn lưu xuất hiện trước mặt mọi người. Các vị, mời, Tiêu Chính Văn chỉ vào kết giới không gian đó nói. Tiêu Chính Văn, lẽ nào cậu muốn bảo bọn tôi đi chịu chết sao, kiếm sĩ Hoàng Kim nói. Những lời ông ta nói trước đó chẳng qua chỉ là vì muốn qua loa với Tiêu Chính Văn thôi, không phải muốn khai chiến với chư thiên thần giới thật. Dù ông có quyết tâm nhưng ông ta có thể đối phó được với ai trong đám người Hồng Ấn và Thiên Tuyệt. Chuyến này mà đi chắc chắn chỉ là lấy trứng chọi đá, một đi không về. Còn chưa khai chiến mà, sao các người biết không thắng được? Một là chết trận, hai là bây giờ chết, các người không có lựa chọn thứ ba. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn mọi người. Chương 5096 vút, vô số âm binh cầm đao kiếm nhắm chuẩn vào các thế lực vùng ngoài lãnh thổ. Chỉ cần Tiêu Chính Văn ra lệnh, các thế lực vùng ngoài lãnh thổ lập tức sẽ trở thành đối phương tiêu diệt của các âm binh. Giống như đã giết đại quân hàng triệu người của chư thiên thần giới trước đó, trong thoáng chốc sẽ xóa sổ vĩnh viễn các thế lực vùng ngoài lãnh thổ. Tiêu Chính Văn, lúc này đôi mắt Hồng Ấn vẫn luôn chú ý đến từng hành động của vùng ngoài lãnh thổ gần như sắp phun ra lửa. Sau vài lần trắc trở, cuối cùng chư thiên thần giới mới lệnh cho các thế lực vùng ngoài lãnh thổ trở thành tay sai của mình. Bọn họ đã sẵn sàng trợ giúp chư thiên thần giới khống chế hoàn toàn giới thế tục. Nhưng không ai ngờ lại bị Tiêu Chính Văn lật đổ trong chốc lát. Điều này đồng nghĩa với việc tất cả kế hoạch của Thiên Tuyệt đều thất bại, điều khiến Hồng Ấn khó chịu nhất vẫn là ông ta đã bị nhiễm sợi tơ đen kia. Mặc dù 10 vị thiên tài của chư thiên thần giới không chỉ vì di tích Long tộc, nhưng mục đích cuối cùng của bọn họ vẫn là bí mật trong di tích Long tộc, để thông qua hành lang thời không, trở thành đại thánh. Cho dù không tìm được di tích Long tộc, bọn họ cũng không thể từ bỏ cơ hội tiến vào hành lang thời không, hơn nữa phía sau bọn họ đều có chỗ dựa vững chắc. Ngay cả kiếm tông cũng không thể làm gì bọn họ. Lúc này, vị trưởng lão kia của nhà họ Khổng cũng được cứu ra khỏi mũi giáo, nhưng sinh khí của ông ta đã cạn kiệt, may là mấy tên tiểu bối của nhà họ Khổng nhét mấy tiên đan dược vào miệng ông ta, nên mới cứu được mạng sống cho ông ta. Nhưng đan dược dù tốt đến đâu thì cũng không thể khiến ông ta sống lại khỏe mạnh, chỉ có thể kéo dài hơi thở cuối cùng mà thôi. Tiêu Chính Văn để nhà họ Khổng cứu ông ta chẳng qua là muốn để ông ta dẫn theo đám đệ tử còn lại của nhà họ Khổng ra chiến trường vùng ngoài vũ trụ tấn công chư thiên thần giới. Để chuộc lại tất cả lỗi lầm trước đây của nhà họ Khổng. Mấy thế gia lớn ở Mỹ Lục cũng không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc dẫn người đánh đến chiến trường vùng ngoài vũ trụ. Đây là cách duy nhất để bọn họ cứu con dân Mỹ Lục. Nếu không, cho dù chư thiên thần giới không xâm chiếm thì Mỹ Lục cũng sẽ biến thành biển lửa. Trưởng lão, chúng ta phải làm sao bây giờ? Đám đệ tử còn sống của nhà họ Khổng ngơ ngác nhìn trưởng lão. Trưởng lão nhà họ Khổng vốn cao ngạo, lúc này đã thất thế, nhìn đám đệ tử, lắc đầu thở dài, thôi bỏ đi. Chuyện đã đến nước này rồi, mọi người hãy theo tôi đến vùng ngoài vũ trụ.
Chương 5097 vừa dứt lời, ông lão đứng lên, dẫn theo đám đệ tử nhà họ Khổng đến đường tới chiến trường ở vùng ngoài vũ trụ. Lúc này, hầu như tất cả các thế lực đều đang đổ xô về phía con đường. Nhìn thấy cảnh tượng này, Mã Vương gia cũng cảm thấy da đầu tê dại. Điều khiến ông ta sợ hãi không phải là ý chí chiến đấu mạnh mẽ của các thế lực ở vùng ngoài lãnh thổ, mà là thái độ và thủ đoạn của Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn gần như đã đảo ngược hoàn toàn cục diện trong nháy mắt, hơn nữa còn khiến những kẻ thù không đội trời chung phục tùng trong chốc lát. Đây là thủ đoạn gì? Cho đến lúc này, Mã Vương gia mới hoàn toàn từ bỏ ý định làm phản. Còn Tử Hoàn không chịu cúi đầu chịu thua, giận dữ gầm lên, định lao về phía đường đến giới thế tục. Bây giờ nhà họ Khổng đã bị hủy diệt, ông ta cũng có trách nhiệm với sự tín nhiệm của Khổng Khưu, điều duy nhất khiến ông ta có thể cứu vãn thể diện là tiến vào giới thế tục, hủy diệt Hoa Quốc. Chỉ là sao Mã Vương gia có thể để ông ta đạt được ước muốn chứ? Tử Hoàn chưa kịp bước đến bước thứ hai, thì đã bị một đám âm binh do Mã Vương gia dẫn đầu bao vây. Tử Hoàn, tôi vốn định cho ông một cơ hội sửa sai, nhưng bây giờ xem ra không cần thiết nữa rồi. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Tử Hoàn. Tiêu Chính Văn, cậu dám hủy diệt nhà chính của nhà họ Khổng, cắt đứt huyết mạch của nhà họ Khổng, tôi thề sống chết với cậu. Vậy sao? Tiêu Chính Văn chế nhạo, một tay tạo ra trận pháp thiên cảnh. Xẹt, trận pháp thiên cảnh chuyển vào một sơn cốc trong giới thế tục. Trong sơn cốc có một bức tượng Khổng Khưu bằng đá đứng thẳng. Bên cạnh có một ngôi làng cổ. Làng Khổng Thánh, đây mới thật sự là nơi sinh ra nhà họ Khổng trong giới thế tục, hơn nữa trong hàng nghìn năm qua, nơi đây vẫn luôn duy trì những thói quen sinh hoạt nguyên thủy nhất. Nhiều con cháu đời sau của nhà họ Khổng đều lớn lên ở đây. Sau đó bí mật vào vùng ngoài lãnh thổ. Có thể nói, làng Khổng Thánh là cơ sở cốt yếu của nhà họ Khổng, nhà chính nhà họ Khổng ở vùng ngoài lãnh thổ chỉ là vật trang trí mà thôi. Cậu đừng hòng, Tử Hoàn gầm lớn, phóng ra một luồng sáng, một giây sau, toàn bộ làng Khổng Thánh biến mất không còn tăm tích. Hả, Tiêu Chính Văn cau mày, Tử Hoàn đã dùng trận pháp không gian để di chuyển làng Khổng Thánh đến nơi khác. Nhưng cho dù trận pháp không gian của Tử Hoàn có huyền diệu đến đâu thì cũng không thể di chuyển một ngôi làng lớn như vậy đến ngàn dặm xa xôi. Chương 5098 nói cách khác, đây chỉ là một tấm bịt mắt mà thôi. Làng Khổng Thánh rất có thể đang ở gần sơn cốc. Nghĩ vậy, Tiêu Chính Văn chỉ nhẹ nhàng chỉ về phía sơn cốc. Bùm, những ngọn núi xung quanh rung chuyển, mặt đất nứt lìa ra tạo thành rãnh không đáy. Nhìn thấy cảnh này, Tử Hoàn trợn tròn mắt. Tiêu Chính Văn định đẩy nhà họ Khổng vào chỗ chết thật sao? Bùm, cùng lúc đó, đại chiến ở Chư Thiên Thần Điện cũng nổ ra. Chư Thiên Thần Giới bị ép ra khỏi vùng ngoài lãnh thổ. Thoát khỏi vòng vây của âm binh, Hồng Ấm cũng không hề kiêng sợ. Trước đó, bọn họ e sợ thế lực của âm phủ cho nên mới bị đánh thảm hại. Nếu không, 10 vị nhân tài của Chư Thiên Thần Giới sao có thể ngồi yên nhìn Chư Thiên Thần Giới đẩy bọn họ ra khỏi vùng ngoài lãnh thổ. Đột nhiên, một tia sáng rực rỡ tỏa ra, âm thanh chết chóc rung chuyển bầu trời. Hàng ngàn đệ tử nhà họ Khổng xông lên, nhưng đã tan biến trong màn ánh sáng trong chốc lát. Các thế lực ở vùng ngoài lãnh thổ vừa xông đến gần Chư Thiên Thần Điện đã trở thành bia tập bắn sống. Đám người Hồng Ấn tàn sát không thương tiếc, trong chốc lát, hàng chục nghìn đệ tử ở vùng ngoài lãnh thổ đã chết trước cửa Chư Thiên Thần Điện. Đây không phải chiến trường, mà là địa ngục nhân gian, 10 vị thiên tài của Chư Thiên Thần Giới điên cuồng chém giết. Tiêu Chính Văn không hề quan tâm đến những chuyện đang xảy ra ở chiến trường vùng ngoài vũ trụ, mà đưa mắt nhìn về sơn cốc. Khi Tiêu Chính Văn định khóa chặt vị trí của làng Khổng Thánh, thì trên bầu trời truyền đến một tiếng động lớn. Bùm bùm bùm, ánh sáng rực rỡ rải khắp mặt đất, chiếu sáng rực rỡ cả bầu trời đêm. Đồng thời các cực của địa cầu bị đảo lộn, tất cả đồng hồ trên thế giới đều ngừng hoạt động. Thời gian như thể ngừng trôi. Trên bầu trời xuất hiện một vòng xoáy chói mắt, giữa trung tâm vòng xoáy có những vệt sáng màu lam. Hành lang thời không xuất hiện trên bầu trời địa cầu. Khiến thời gian của cả thế giới dừng lại. Tiêu Chính Văn vội vàng phất tay, ra hiệu cho âm binh ngừng tiến công, sau đó quay đầu nhìn về phía hành lang thời không. Tất cả mọi người đều kinh hãi khi nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người ngẩng đầu lên nhìn vòng xoáy màu lam đột nhiên xuất hiện trên bầu trời. Cậu Tiêu,
đó là Tần Lương Ngọc cũng nghi hoặc, lẽ nào đây là trò quỷ quái khác của chư thiên thần giới? Càng là như vậy thì càng phải nhanh chóng kết thúc trận chiến với chư thiên thần giới, nếu không, bốn phương tám hướng đều có địch. Chương 5099 đó là hành lang thời không. Tiêu Chính Văn nhìn cổng hành lang thời không, bình tĩnh nói. Hành lang thời không, Tần Lương Ngọc cũng chưa từng nhìn thấy hành lang thời không thật sự là thế nào. Mặc dù ở vùng ngoài lãnh thổ cũng có truyền thuyết liên quan, nhưng hầu hết mọi người chỉ coi đó là một câu chuyện hư ảo mà thôi. Trên đời này thật sự có hành lang thời không sao? Viên Thiên Canh ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào lối vào của hành lang thời không. Đúng vậy, mọi người chuẩn bị đi, hành lang thời không mấy vạn năm mới xuất hiện một lần, chúng ta nhất định không được bỏ lỡ cơ hội lần này. Tiêu Chính Văn nói xong liền phất tay ra hiệu cho mọi người. Một giây sau, trong vòng xoáy xanh khổng lồ xuất hiện một thành trì to lớn. Thành trì đó đơn giản, sừng sững như cổng trời, xây trên không trung. Một luồng khí tức cổ xưa ập tới, không khí trở nên căng thẳng. Rút quân, Tiêu Chính Văn phất tay ra hiệu cho Phù Kiên, âm binh rút lui về âm phủ như thủy triều. Tiêu Chính Văn cũng dẫn người trở về giới thế tục. Lúc Tiêu Chính Văn trở về Long Kinh, Võ Anh Hào cũng đến văn phòng của tập đoàn Vi Nhan. Võ Anh Hào trở lại lần này mang đến cho người ta một luồng khí tức mạnh mẽ phi thường, thậm chí còn khiến người ta phải sùng bái. Hiển nhiên, sau khi dung hợp thánh huyết đế tuấn, Võ Anh Hào đã đạt đến cảnh giới chuẩn thánh. Tiêu Chính Văn không hề kinh ngạc chút nào, vì dù sao đó cũng là thánh huyết của đế tuấn. Anh Tiêu, anh vẫn khỏe chứ? Võ Anh Hào mỉm cười. Lâu rồi không gặp, võ thế tử nay đã khác xưa rồi nhỉ? Tiêu Chính Văn khẽ cười, ra hiệu cho Võ Anh Hào ngồi xuống nói chuyện. Anh Tiêu, hành lang thời không đã xuất hiện rồi, lẽ nào cậu không định đi tìm hiểu sao? Võ Anh Hào nhấp một ngụm trà, cười hỏi. Tiêu Chính Văn trầm tư hồi lâu rồi nói, hành lang thời không mấy vạn năm mới xuất hiện một lần, nếu tôi nói không có hứng thú thì là nói dối. Nhưng nếu tôi rời khỏi giới thế tục, đến hành lang thời không thì e rằng vùng ngoài lãnh thổ sẽ xảy ra biến cố lớn. Anh Tiêu, nhà họ Võ và nhà họ Doanh sẽ không ngồi yên đâu. Bây giờ nhà họ Khổng đang ở thế yếu, không thể làm gì vùng ngoài lãnh thổ, xin anh Tiêu hãy yên tâm. Võ Anh Hào bảo đảm với Tiêu Chính Văn. Trong chuyến đi đến hành lang thời không lần này, người bạn đồng hành đáng tin cậy duy nhất của Võ Anh Hào là Tiêu Chính Văn. Nếu dựa vào sức lực của mình thì không thể đi hết hành lang thời không, cho nên anh ta mới đặc biệt tới đây để thương lượng. Chương 5100 thực ra rất cả hoàng tộc đều biết đến sự tồn tại của hành lang thời không, cũng biết rõ ý nghĩa của hành lang thời không, chư thiên thần giới mạnh mẽ như vậy cũng là vì có liên quan đến hành lang thời không. Được thôi, nếu đã vậy, thì mọi người cùng đi tìm hiểu thử xem. Tiêu Chính Văn nghiêm túc nói. Cùng lúc đó, ở phía chư thiên thần giới, Thiên Tuyệt cũng nhận ra sự thay đổi lớn ở địa cầu, lúc nhìn thấy thành trì cổ kính, bọn họ cũng ngừng tấn công. Hành lang thời không đã xuất hiện ở địa cầu. So với di tích Long tộc, hành lang thời không quan trọng hơn nhiều. Chúng ta không thể bỏ lỡ cơ hội này, một vị thiên tài nói. Hồng Ấn dù không cam lòng nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể nuốt cục tức này xuống. Dù sao ý nghĩa của hành lang thời không cũng vượt xa ân oán với Tiêu Chính Văn. Bên kia, Võ Anh Hào đặt tách trà xuống, bình tĩnh nói với Tiêu Chính Văn, thực ra, trước chúng ta, đã có 6 vị đại thánh tiến vào hành lang thời không. Đại thánh, anh Võ nói đến, trong đầu Tiêu Chính Văn nảy ra vài cái tên lưu truyền từ thời cổ đại. Dám tự xưng là đại thánh, hoặc là được người đời sau gọi là đại thánh, nhìn khắp vạn cổ cũng chỉ có vài người như vậy mà thôi. Hỏa thần Trúc Dung, thủy thần Hình Thiên, Thương Hiệt, thần Nông, Chuyên Húc, Đế Cốc. Thậm chí ngay cả hoàng đế cũng chưa thể xếp chung, cũng có thể nói rằng đại thánh thực thụ cũng chỉ có 6 người này mà thôi. Trong 3 giới trên trái đất, đại thánh lưu danh thiên cổ cũng đều có quan hệ cực kỳ mật thiết với hành lang thời không. Hàng vạn năm nay, trên trái đất cũng chưa từng xuất hiện đại thánh giống như 6 người bọn họ, chính bởi vì quan hệ của hành lang thời không. Những đại thánh tới từ thời kỳ thượng cổ này đã sáng tạo nên tất cả mọi thứ của thế giới này. Nếu như không có hỏa thần Trúc Dung thì chắc hẳn tất cả mọi người vẫn còn sống cuộc sống ăn lông ở lỗ. Nếu không có Thương Hiệt tạo ra chữ viết thì tới tận bây giờ loài người vẫn đang chìm trong mông muội.
Mặc dù chỉ có chữ viết của Hoa Quốc là kế thừa từ chữ viết tượng hình, thế nhưng tất cả mọi kiểu chữ viết trên thế giới đều bắt nguồn từ chữ vuông của Hoa Quốc. Trong cuốn sách có liên quan tới lịch sử Âu Lục được xuất bản từ mấy chục năm về trước đã chỉ ra rất rõ rằng khoa đầu văn được phát minh sáng tạo ra sau khi chữ vuông du nhập vào Âu Lục. Tác giả của bộ sách đó còn đặc biệt đưa ra rất nhiều ví dụ thực tế. Ví dụ như trong ngôn ngữ của Âu Lục, chỉ có cá, thập, bách, thiên chứ không có vạn, mà trong chữ viết của Hoa Quốc thì sự diễn đạt về con số lại là chuẩn xác nhất. Hơn nữa, còn có người từng phát hiện ra ở bên trong viện bảo tàng phổ rằng một loạt học giả thiên văn như Copernicus đã viết thư cho giáo sĩ Tư Thiên Giám đi sứ Đại Minh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 138.